chương 40, An Bài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đã một thời gian ngắn a à, Lục Thiếu Du nói, đối với đại bá hắn cũng không có mâu thuẫn gì, từ trong trí nhớ hắn cũng biết, đại bá đã chiếu cố hắn từ lúc nhỏ tới giờ. Về sau phải chú ý một ít, ở lại Lục ra đi, ít nhất ở Lục ra không có nguy hiểm như bên ngoài, có chút chuyện về sau ngươi sẽ hiểu. Lục Đông nhìn Lục Thiếu Du nói ra, dường như đoán ra Lục Thiếu Du phải đi. Có chút chuyện, có lẽ ta sẽ không muốn hiểu, ta chỉ biết rằng là ai thiếu nợ mẫu tử chúng ta. Lục Thiếu Du nói ra, Lục Thiếu Du trước kia đã chết, bởi vì Lục Gia mà chết, sổ sách này sau này mình sẽ có cơ hội tính toán, mình cũng phải giúp Lục Thiếu Du trước đòi lại, chính mình dùng thân thể của hắn thì phải có trách nhiệm giúp hắn. Xem ra, người vẫn ẩn nhẫn, vì sao không tiếp tục ẩn nhẫn, đối với ngươi mà nói như vậy mới có lợi. Sắc mặt Lục Đông hơi đổi, lập tức nói ra, nhìn chằm chằm vào đại chất tử mình quan sát từ nhỏ tới giờ, dường như cảm thấy có chút khác thường. Có những chuyện không cách nào ẩn nhẫn, Lục Thiếu Du nói, nhìn thấy mẫu thân bị nhục, chính mình làm sao có thể. Nhịn được, được rồi, ta đi trước, có chút chuyện cũng không phải như mặt ngoài ngươi nhìn thấy, chính ngươi phải chú ý nhiều một chút, nhớ kỹ, đừng rời khỏi Lục gia, ta biết trong lòng ngươi có lẽ đang hy vọng mình rời khỏi Lục gia. Lục Đông nói xong, lập tức thở dài một hơi rồi rời khỏi đình viện. Thiếu Du, ngươi không nên rời khỏi Lục gia, phụ thân sẽ không hại ngươi lục vô song đến bên cạnh lục thiếu du nói ra vô song tỉ để biết rõ lục thiếu du nói trong nội tâm cũng có ý định chuyện này rất khó đoán định nghe đại bá và triệu tuệ nói vừa rồi trong lục gia và nàng hình như có hiệp nghị nào đó nàng không thể ra tay với mình bằng không đoán chừng lục thiếu du trước kia cũng sớm chết đi cũng không sống tới bây giờ công tử chúng ta làm sao bây giờ lục tiểu bạch nói ra không cần phải lo lắng nên làm gì thì cứ làm đi lục thiếu du nói ra lập tức nhìn La Lan Thị nói ra. Mẫu thân, về sau cũng không cần phải đi tới phòng giặt quần áo nữa, nhi tử có thể nuôi ngươi, qua một thời gian chúng ta sẽ rời khỏi lục gia, rời khỏi nơi này. Màn đêm trong lúc bất chi bất giác đã tới thật lâu, lục thiếu du trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nghĩ đến mình về sau phải làm cái gì, mình bây giờ bạo lộ thân phận vũ giả, đoán chừng trong cuộc sống về sau sẽ xuất hiện không ít biến cố. Mà chính mình muốn an toàn, vậy nhất định phải mau chóng đột phá thực, Lực của chính mình, chỉ có thực lực mạnh mới có thể giải quyết tất cả phiền toái, dựa vào tu luyện, thực lực của chính mình đột phá còn không biết phải tới năm nào tháng nào, chỉ có dựa vào luyện hóa đan dược mới được. Ta cần kim tệ, cần rất nhiều rất nhiều kim tệ để tăng cường thực lực của mình. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, trong tay của hắn bây giờ chỉ có 10 viên quán đính đan, ngày mai nên đi thiên bảo môn bán, đổi chút tài liệu đan dược nhị phẩm, bản thân luyện chế đan dược nhị phẩm. Quyết định xong tất cả, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi tu luyện. Tu luyện bình thường tuy chậm, nhưng mà thắng ở nơi nào cũng có thể luyện, tu vị vững chắc. Trong một đình viện, thân ảnh Triệu Tuệ đứng đó, bên cạnh là Triệu Nhị, thần sắc Triệu Tuệ lúc này cực kỳ khó coi. "Triệu đại thế nào rồi?" Triệu Tuệ hỏi, bị thương quá nặng, cách cái chết không xa, vừa mới ăn một viên đan dược, xem như nhặt về một cái mạng, nhưng mà sẽ có ảnh hưởng cực lớn với tu luyện về sau, không có một năm nửa năm thì không thể khôi phục. "Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta dễ dàng buông tha tiểu tử kia như vậy sao?" Triệu nhị nói ra, hư, tạp trùng kia đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ, những năm này vậy mà không có người phát hiện, thật sự là không nghĩ tới a. À, tạp trùng này nhất định phải chết, ta tuyệt đối không cho phép tạp trùng này còn sống trên đời. Triệu tuệ nói ra, thế nhưng mà tiểu thư, muốn giết tiểu tử kia thì quá phiền toái, tiểu tử kia hiện tại đã là vũ giả, nếu giết hắn tại lục gia, chỉ sợ không dễ dàng, đám người lục gia cũng sẽ biết. Triệu nhị nói ra, người ngày mai phái người trở về triệu gia một chuyến mang chuyện này nói với trong tộc, trong tộc tự nhiên sẽ có an bài, trừ phi tiểu tử kia vẫn trốn trong lục gia không ra, nếu không, hừ. Trong mắt triệu tuệ bắn hung quang, nàng tuyệt cho không cho phép hai mẫu tử kia tồn tại. Bên ngoài một gian thạch thất lục gia, một thân ảnh mặc trường bào đứng đó, chính là lục đông. Chuyện xử lý như thế nào rồi? Trong thạch thất, một giọng nói giả nua vang lên, phụ thân, thiếu du không ngờ đã là vũ giả, tu vị còn là vũ sĩ. Về phần thứ khác đoán chừng ngoài sáng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà âm thầm cũng không biết lục đông nói ra trong thạch thất không có âm thanh thật lâu sau một lát vẫn là giọng già nuôi nói không ngờ là vũ giả xem ra thiếu du che giấu thật lâu a à, hiểu được ẩn nhẫn không tệ đoán chừng có kỳ ngộ tại thân lục gia thiếu nợ mẫu tử bọn họ không ít hiện tại chỉ sợ hắn càng nguy hiểm hơn phụ thân chúng ta làm sao bây giờ lục đông nói ra triệu gia có toàn tính gì thì ngay cả ta cũng không biết về phần triệu tuệ thì không đáng lo vì lục gia chúng ta chỉ có thể tiếp tục nín nhịn chúng ta thiếu nợ mẫu tử họ không ít lúc này nhất định phải bảo hộ hai người bọn họ mới được trong thạch thất lại có âm thanh già nua vang lên con biết rõ nên làm như vậy lục đông nói ra đi thôi tận lực giúp đỡ mẫu tử bọn họ tiếng nói trong thạch thất vọng ra sáng sớm ngày thứ hai sắc trời vừa sáng lục thiếu du đình chỉ tu luyện mở mắt phun một ngụm chọc khí trong đan điền ra ngoài hắn thu một tầng hoàng sắc quang mang trên người vào người tu luyện một đêm với lục thiếu du hiện tại mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà làm tinh thần sảng khoái. Nên đi thiên bảo môn một chuyến, trong nội tâm lục thiếu du nghĩ thế, hôm qua mình ký sổ thiên bảo môn 8.600 kim tệ, cũng nên đi bàn giao. Sau khi ăn bữa sáng xong, lục thiếu du kiếm cớ với mẫu thân, hắn rời khỏi đình viện đi tới thiên bảo môn, trên đường đi cũng không ngừng chú ý một phen. Lục thiếu ra, người hôm nay tới thật sớm, hai đại hán trước cửa thiên bảo môn nhìn thấy lục thiếu du, Lập tức chào hỏi, vũ chấp sự đâu, lục thiếu du hỏi, lục thiếu ra xin mời đi theo ta à, vũ chấp sự ở lầu 2. Đại hán bên trái nói ra, mang theo lục thiếu du đi lên lầu 2. Lầu 2 thiên bảo môn, lục thiếu du lần đầu tiên vào nơi này, lúc bình thường đều ở dưới lầu mua một chút dược liệu. Đánh giá lầu 2 này, trang hoàng đầy xa hoa, gạch lát nền cũng được trà lau sáng bóng, đi vào một gian gian phòng nhỏ được trang hoàng bài trí rất đẹp, càng làm cho lục thiếu du kinh ngạc. Chương 41, bình luận tranh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong phòng nhỏ bài trí đều là vật quý trọng, có tranh chữ tranh họa, đồ cổ, trên vài cái ghế dài còn đầy đồ xa xỉ. Lục thiếu gia, người chờ một chốc, vũ chấp sự sẽ tới ngay. Đại hán dẫn đường cáo từ lui xuống, lục thiếu dù đánh giá phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào một bức họa trong phòng, bức họa này có chút giống tranh sơn thủy kiếp trước, trên thế giới này có rất nhiều thứ rất giống kiếp trước lục thiếu gia còn có nghiên cứu về hội họa sao không bằng bình luận vài lời bức tranh này đi thời điểm này giọng của độc cô băng lan truyền vào lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện chính là độc cô băng lan nha hoàn tiểu thúy còn có vũ chấp sự ba người không dám tại hạ tài sơ học thiền nào dám bình phẩm gì lục thiếu du mỉm cười mình ở kiếp trước đã học qua một ít hội họa hiện đại đối với tác phẩm như tranh sơn thủy thì không có hiểu nào dám nói lung tung lục thiếu gia không nên khách khí xin mời vui lòng chỉ giáo a Độc cô băng lan mỉm cười, dường như muốn lục thiếu du nói vài lời. Cái này, lục thiếu du do dự, chính mình thật không hiểu loại hội họa này. Sao thế, lục thiếu ra xem thường ta sao? Đôi mắt dễ thương của độc cô băng lan nhìn chằm chằm vào lục thiếu du, mỉm cười, nhưng thần sắc vẫn nghiêm túc, rất có ý lục thiếu du không nói không được. Đã như vậy, ta chỉ nói hai câu, độc cô tiểu thư đừng chê cười. Lục thiếu du nói, nhìn qua ánh mắt độc cô băng lan dường như không cho phép mình cự tuyệt, cũng chỉ có thể nói hai câu, tranh này cũng là một lý thông, vạn lý minh, đoán chừng chính mình cũng không có nói đầu đuôi lẫn lộn. Lục thiếu gia xin chỉ giáo, độc cô băng lan nói ra, lúc này nha hoàn tiểu thúy kia cũng nghiêm túc nhìn qua lục thiếu du, trong mắt có chỗ chờ mong. Lục thiếu du đánh giá bích họa trước mặt, tranh này vẽ một thiếu nữ đứng cạnh hồ sen nhìn phương xa, một lát sau lục thiếu du nói. Tranh này kỹ pháp cao minh, hạ bút biến hóa vô thường, có thể nói là tạo một góc riêng, nhìn ra được hạ bút không cần bản thảo, Sáng tạo tự nhiên, ngòi bút thẳng cùng giấy nghiêng mới có thể có hiệu quả như vậy, từ trên hình thì đây là tuyệt tác. Nghe được Lục Thiếu Du nói thế thì Nha Hoàn Tiểu Thúy mỉm cười, sau đó thần sắc nghi ngờ nói: Lục Thiếu Du nói như thế, có lẽ còn có nữa a. À. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói: Nhìn hình thì đây là đại tác, nhưng mà cũng có chút không được hoàn mỹ, làm cho người ta tiếc nuối a. À. A, à, Lục Thiếu ra thỉnh chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nao nao, nhìn qua Nha Hoàn Tiểu Thúy, lại nghiêm túc hỏi: Gương mặt nữ tử trong tranh này được vẽ trao chuốt cẩn thận, có hình mà vô thần, bút vẽ hồ sen này quá sắc bén, không đủ tròn dày, cho nên không có tinh thần, còn thiếu chút gì đó, kết cấu khi nặng khi nhẹ không đủ tinh tế, nhìn ra được thời điểm vẽ tranh, người vẽ tranh này nhất định là đầy tâm sự, tăng thêm thần sắc thiếu nữ trong tranh ta thấy đây là bức họa do nữ tử vẽ. Lục Thiếu Du nói nhỏ, tại hạ bình loạn, kính xin độc cô tiểu thư đừng nên trách. Lục Thiếu Du hảo nhãn lực, thật sự làm ta đại khai nhãn giới. Nhà hoàn tiểu thúy nói nhỏ, thần sắc mang theo một tia kinh ngạc nhìn qua lục thiếu du. Bêu xấu, lục thiếu du nói nhỏ, nhìn thấy góc nhỏ của bức tranh có mấy chữ nhỏ và con dấu, nhìn kỹ trên đó viết tên độc cô băng lan. Thì ra tranh này do độc cô tiểu thư làm ra, tiểu tử làm can. Trong lòng lục thiếu du cả kinh, tranh này không ngờ lại là độc cô băng lan vẽ, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Lục thiếu ra khách khí, mời ngồi. Độc cô băng lan nói ra, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Lục Thiếu dù sớm như vậy đi tới thiên bảo môn, còn có chuyện gì sao? Mọi người ngồi vào chỗ của mình, vũ chấp sự nói ra. Thiếu nợ thiên bảo môn số tiền lớn như thế, tất nhiên là phải tới, nhưng... Mà cũng không phải trả nợ lần duy nhất, chỉ có thể trả từ từ. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ nói ra, mấy nghìn kim tệ không cần phải nói, Lục Thiếu ra không cần để ở trong lòng. Vũ chấp sự nói ra, thế nhưng mà thiếu nợ làm nội tâm của ta bất an. Lục Thiếu Du cười nói, nếu lục thiếu du nguyện ý, không bằng gia nhập thiên bảo môn đi. Độc cô băng lan mỉm cười nói ra, cái này, lục thiếu du hơi biến sắc, lập tức lại cười nói. Ta gia nhập thiên bảo môn chỉ lãng phí lương thực thiên bảo môn mà thôi, không nên làm thiên bảo môn thêm phiền toái. Lục thiếu ra nói giỡn, nếu lục thiếu ra muốn, thiên bảo môn ta tùy thời hoan nghênh. Độc cô băng lan nói, đúng rồi, đây là một ít quán đính đan, vũ chấp sự tính toán một chút, ta dùng nó trừ nợ, Ta còn muốn 50 phần tài liệu trong dược đơn." Lục Thiếu Du mang 10 viên quán đính đan giao cho Vũ Chấp Sự. "Không có vấn đề, Lục Thiếu ra chờ một chốc." Vũ Chấp Sự liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhận lấy dược đơn sau đó đi ra ngoài. "Lục Thiếu ra, đan dược này do ngươi luyện chế sao?" Độc Cô Băng Lan nhìn qua Lục Thiếu Du nói, "Ngươi xem ta giống linh giả sao?" Dưới cái nhìn chằm chằm của Độc Cô Băng Lan, Lục Thiếu Du nói ra, "Hôm nay Độc Cô Băng Lan mặc bộ váy dài, dáng người uyển chuyển lung linh." phối hợp ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối là nữ tử mỹ mạo. Nhưng mà Lục Thiếu Du không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nha hoàn tiểu thúy, mặt ngọc ngũ quan tuyệt mỹ như điêu khắc, hai con người thanh tịnh thấy đáy, dường như có thể nhìn thấu tất cả, cái mũi xinh xắn, miệng nhỏ nhắn như anh đào, phối hợp với nhau chính là dung nhan tuyệt sắc, nhưng bởi vì trên mặt có cái bớt đỏ lại làm người ta thở dài, nếu không có cái bớt này thì thật tốt. Lục Thiếu gia làm cho người ta nhìn không thấu a. À. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ, "Lục Thiếu gia, thứ người cần đã chuẩn bị xong rồi. Sau một lát vũ chấp sự đã mang hai bao dược liệu nhỏ đi vào. Đa tạ, ta trước cáo từ, lần sau lại tới trả nợ. Lục thiếu du nói xong, liền đứng dậy rời đi. Lục thiếu ra đi thong thả, vỗ chấp sự nói ra, vỗ chấp sự, người thấy thế nào? Sau khi lục thiếu du rời đi, độc cô băng lan nói ra. Chúng ta tối hôm qua nhận được tin tức, lục thiếu du đánh chết một nô bộc vũ đồ của triệu gia, làm trọng thương một nô bộc vũ sĩ, làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Vũ chấp sự trả lời, xem ra, sau lưng người này nhất định có bí mật, chúng ta về sau chú ý nhiều hơn. Độc cô băng lan nói, thiên bảo môn vẫn chú ý ta, rốt cuộc vừa ý cái gì của ta. Trên đường đi, lục thiếu dù đang suy nghĩ chuyện này, Nam Thúc cũng đã nói, địa vị thiên bảo môn thật không đơn giản. Kệ nó, vẫn nên trả cho hết nợ thôi. Lục Thiếu Du nhìn qua 50 phần dược liệu quán đính đan trong hai bao nhỏ, chính mình trừ dùng trả nợ, còn có hai phần dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan, đây là đan phương trong ngọc giản mà Nam thúc cho mình. chương 42, Tăng Nguyên Đan, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục Thiếu Du cũng mở ngọc giản Nam thúc tặng cho mình, bên trong đều ghi lại các đan phương và một ít tri thức luyện đan, ngọc giản này quả thật là toàn thư đan dược, có thể nói là giá trị liên thành. Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan có tác dụng để thăng chân khí, đồng thời còn có thể tăng cường một ít linh lực, đây là điểm lục thiếu du cần thiết, bản thân mình tu luyện âm dương linh vũ quyết, nhất định phải linh vũ đồng tu đột phá mới được, nếu không cho dù là thiếu một cái cũng rắc rối. Trong cuộc sống kế tiếp, lục thiếu du cũng đã suy nghĩ tốt, ở lại trong lục gia luyện chế đan dược cứ vào mật thất trong kho củi, dù sao nam thúc cũng không cần mật thất, bản thân mình chiếm dụng mật thất có lẽ không có vấn đề, ở trong mật thất mình có thể yên tâm tu luyện. Tiểu Long, ta muốn bế quan vài ngày, mấy ngày này ngươi ở lại sau núi đi, miễn cho ngươi đói mà ta không có biện pháp trước khi quay về lục gia lục thiếu du thả tiểu long ra sau núi hiện tại tiểu long mỗi ngày sức ăn đều rất lớn cũng không thể một ngày không ăn cái gì suy suy tiểu long dường như nghe hiểu lục thiếu du nói có rũi cái lưỡi ngóc đầu nhỏ lên nhìn qua lục thiếu du lập tức từ lòng bàn tay lục thiếu du bỏ ra sau núi nhìn tiểu long biến mất lục thiếu du lập tức đi trở lại lục gia bên trong hậu viện hắn gặp được không ít nô bộc người hầu bình thường những người hầu này thấy mình đều xem như người vô hình không thèm đặt vào mắt nhưng mà hôm nay những người hầu này nhìn thấy mình đều tránh ra xa xa, còn có người gật đầu bối rối, dường như sợ mình động thủ. Nghe nói triệu đại tổng quản trọng thương, đâu chỉ thế, tiểu lan bị đánh người không ra người, quỷ không giống quỷ, triệu tam tổng quản bị đánh chết tại chỗ. Không nghĩ tới hắn là vũ giả, không ai biết rõ cả. Xem ra hắn sớm muộn gì cũng đi tiền viện, trở thành thiếu gia lục gia chính thức. Khá tốt, ta trước kia không có chọc hắn, ngươi nhìn tiểu lan kia đi, bị đánh thảm a. Đoán chừng ngay cả mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Ta trước kia hình như có cười nhạo hắn, nếu như hắn trả thù, vậy thì ta thảm rồi. Nghe những người hầu lục gia này đàm luận, Lục Thiếu Du mỉm cười, nội tâm nô bộc điển hình a, khó trách chỉ có thể làm nô bộc, người so với người không thể so sánh. Trở lại đình viện, Lục Thiếu Du lại có chút ngoài ý muốn, Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch đều ở trong đình viện, Lục Tiểu Bạch dường như vẫn còn sách bao lớn bao nhỏ. Tiểu Bạch, đã chuyển xong chưa? Lục Vô Song hỏi vô song tiểu thư, đều đã ở đây rồi. Lục tiểu bạch mồ hôi đầm đìa nói ra, nếu không phải trở thành vũ giả, không biết còn mệt chết cỡ nào. Vô song tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Lục thiếu du đi vào trong đình viện, nghi hoặc nói ra. Thiếu du, nơi này còn có một gian phòng trống, vô song rời qua đây. La lan thị từ trong đi ra, rời qua đây, lục thiếu du kinh ngạc nói. Vô song tỷ, người rời qua đây ở, đại bá biết không, ở đây không tốt như tiền viện, người qua đây làm gì chứ? phụ thân biết rõ, ta muốn sang đây giúp ngươi, có ta ở đây, nếu có người muốn đối phó ngươi còn không dễ dàng như vậy. Đôi mắt dễ thương của lục vô song chấp vài cái, nói nhỏ. Yên tâm đi vô song tỷ, ta có thể tự chiếu cố mình, ngươi vẫn nên về tiền viện đi, tại đây không thích hợp ngươi ở. Lục thiếu du nói ra, cái gì gọi là không thích hợp ta ở, ta thấy nơi này rất tốt, lục tiểu bạch, giúp ta mang đồ đặt vào trong phòng đi. Lục vô song nhẹ nhàng cười cười, đi qua bên người lục thiếu du mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhạt đi vào trong đình viện vâng vô song tiểu thư lục tiểu bạch đáp một tiếng rời một đống bao lớn bao nhỏ vào đình viện lục thiếu du đứng trong đình viện khẽ cười khổ một chút lập tức trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút chính mình đang muốn bế quan không bỏ được mẫu thân ở một mình nơi này có lục vô song ở trong đình viện chính mình không cần lo lắng cái gì có thể yên tâm bế quan luyện đan thiếu du vô song tỉ qua đây ở cũng tốt đúng rồi con có đói bụng không, ta đi làm chút gì đó cho con ăn. La Lan Thị nhìn Lục Thiếu Du nói ra, mẫu thân, con có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, đoán chừng 5-6 ngày sau mới có thể trở về. Lục Thiếu Du nói ra, đi ra ngoài, lại còn lâu như vậy, vài ngày nữa là tới lễ mừng năm mới rồi, con không nên đi đâu cả. La Lan Thị lo lắng nói, Thiếu Du, để muốn đi đâu, tỷ đưa đệ đi. Lục Vô Song đi tới, nghe được Lục Thiếu Du muốn đi ra ngoài mấy ngày thì nội tâm lo lắng. Vô Song tỷ, để cũng không đi đâu xa, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chỉ là để có chút chuyện muốn làm. Qua mấy ngày đúng giờ trở về. Mấy ngày này tỷ giúp đệ chiếu cố mẫu thân một chút a. À. Lục Thiếu Du nói. Thế nhưng mà thời điểm này đệ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Vô Song nói ra. Yên tâm đi, đệ không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói xong, liền rời khỏi đình viện. Chuyện mật thất và linh giả hắn không thể bại lộ. Thiếu Du, đứa nhỏ này, La Lan thị lo lắng không thôi. Tam Di thiếu du có an bài, chúng ta không cần quá lo lắng. Nhìn bóng lưng lục thiếu du, tuy trong lòng lục vô song vẫn có lo lắng, nhưng trong vô hình vẫn phi thường tín nhiệm lục thiếu du. Lục thiếu du xuyên qua qua vài hành lang, đến hậu viện gần kho củi, hắn giống như ăn trộm giò xét thật lâu, xác định chung quanh kho củi không có người thì hắn mới lách vào kho củi. Kho củi bình thường không có người tới, lục thiếu du buông lỏng một hơi, lập tức mở nắp mật thất đi vào. Lục thiếu du, người tới làm cái gì? Lục thiếu du tiến vào mật thất, một giọng nói truyền ra. Nam Thúc, tại sao thúc ở đây? Lục Thiếu Du đã giật mình, trong mật thất chính là Nam Thúc. Ta còn hỏi ngươi đấy, trông thấy ngươi lén lén lút lút tại đây, muốn biết ngươi muốn làm cái gì, ta không phải nói cho ngươi biết sao, mật thất này ngươi không nên tiến vào. Lão bộc Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói ra, "Nam Thúc, con cần nơi luyện chế đan dược, chỉ có nơi này phù hợp." Lục Thiếu Du nói ra, "Đó là chuyện của ngươi, chính ngươi tìm nơi khác đi." Nam Thúc tức giận nói ra, lão đầu tử con dùng mật thất của thúc một chút mà thôi không cần hẹp hòi như thế chứ lục thiếu du nhìn nam thúc nói ra tiểu tử ngươi còn muốn nói lý sao ngày hôm qua không phải rất uy phong sao bảo ngươi phải khiêm tốn ẩn nhẫn tại sao ngươi sốt ruột thế vội vã tăng cường thực lực sao nam thúc nhàn nhạt nói ra con cũng không có biện pháp lục thiếu du sớm đã nghĩ chuyện xảy ra trong lục gia không thể giấu giếm nam thúc hắn biết rõ chuyện này hôm qua cũng không có gì là kỳ lạ người bây giờ cần phải nhiều chú ý một chút đừng để đần độn, u mê mà chết đi, lãng phí thời gian ta dạy ngươi. Chương 43, Bế quan luyện đan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức cũng không quan tâm tới Lục Thiếu Du, rời khỏi mật thất. Lục Thiếu Du nhìn bóng lưng Nam Thúc son đó khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm mỉm cười, xem ra Nam Thúc cố ý bảo mình phải cẩn thận. Từ trong chữ vật giới chỉ móc hỏa long đỉnh ra, âm thanh ông ông truyền ra, hỏa long đỉnh xuất hiện trong mật thất liền tỏa ra khí thức đầy cổ xưa. Lập tức lục thiếu du lại móc hai bao dược liệu ký sổ từ thiên bảo môn ra, do dự một chút quyết định luyện chế 50 phần quán đính đan, sau đó lại luyện chế tăng nguyên đan. Tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm, lục thiếu du hiện tại không có chút nắm chắc nào cả, không biết mình có thể luyện ra đan dược nhị phẩm hay không, trước luyện chế quán đính đan để quen thuộc mới tốt, đoán chừng tới cuối cùng khi luyện chế tăng nguyên đan cũng có chút trợ giúp. Hắn kết thủ ấn, một dòng linh lực bắn ra tiến vào hỏa long đỉnh, lập tức một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất hiện ra, lục thiếu du móc tam tinh thảo, ngũ diệp liên bỏ vào hỏa long đỉnh luyện hóa, sau đó cho hoạt khí thảo, ngưng lộ tán. Luyện chế quán đính đan này lục thiếu du càng ngày càng quen thuộc, chẳng qua sơ suất để xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần, về sau cũng không có lại xuất hiện tình trạng đó nữa. Lúc này cho dù vô cùng quen thuộc, cũng luyện chế quán đỉnh đan thành công mấy mươi lần, nhưng lục thiếu du vẫn cẩn thận từng chút, trong lúc luyện chế đan dược không được có nửa phần chủ quan sơ ý lúc này lục thiếu du đã có thể một lần duy nhất luyện ra một viên quán đính đan linh khí so với lúc trước đã tăng cường không ít tốc độ luyện đan của hắn tăng lên rất nhiều từ mỗi lần luyện chế đan dược tiêu hao phải ngồi xuống điều tức lục thiếu du đã có thể cảm giác được linh khí của mình trong lúc vô hình đã ngưng tụ hơn một ít đại khái qua một canh giờ hỏa long đỉnh sinh ra tiếng nổ một viên đan dược hương thơm tràn ngập bay ra khỏi hỏa long đỉnh sau đó bị lục thiếu du thu vào trong tay 50 kim tệ tới tay, tiếp tục, lục thiếu du thỏa mãn cười cười, lập tức đầu nhập vào trong luyện chế quán đính đan. Thời điểm luyện chế ra viên quán đính đan thứ hai, lục thiếu du cũng bắt đầu điều tức, linh khí trong người tiêu hao quá lớn, sau khi điều tức xong, lục thiếu du tiếp tục luyện quán đính đan tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lục gia vẫn bình thường như trước kia, không có gợn sóng quá lớn, nhưng thiếu gia củi mục lục gia mấy ngày nay đã trở thành đề tài xôn xao cho nô bộc lục gia, trong lúc nhất thời. Toàn bộ người hầu đều kinh ngạc không thôi, có ít người cũng bắt đầu âm thầm lo lắng cho mình. Về phần Lục Thiếu Du, hắn vẫn tiếp tục trong mật thất phòng chứa củi luyện chế đan dược, trong nháy mắt đã trôi qua 5 ngày, trong mật thất vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm chiếu gọi cả mật thất. Phanh, nắp đỉnh mở ra, lại là một viên đan dược bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay, mùi thuốc nồng đậm bao phủ nội tâm người ta, ngửi một hơi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Viên thứ 50, rốt cục luyện chế thành công, Lục Thiếu Du nhìn viên đan dược trong tay, Năm ngày không ngừng luyện chế, hắn cuối cùng đã luyện chế ra 50 viên quán đính đan. 50 viên quán đính đan, 2.500 kim tệ, bỏ tiền vốn thì mình vẫn kiếm được một nửa, thế nhưng mà cách con số trả hết nợ vẫn còn xa lắm. Lục thiếu du cười khổ một tiếng, lập tức thu hồi quán đính đan, móc hai phần dược liệu ra, đây đều là tài liệu cần thiết luyện chế tăng nguyên đan, hiện tại mình cũng nên luyện chế đan dược nhị phẩm rồi. Sau khi điều tức chuẩn bị sẵn sàng, lục thiếu du đánh thủ ấn ra, một dòng linh khí rót vào hỏa long đỉnh linh khí rót vào lập tức chuyển hóa thành hỏa diễm thực chất trong hỏa long đỉnh nhiệt độ nóng bỏng bốc cháy lên bạch thuật thảo thất tinh diệp lục thiếu du cũng ném dược liệu vào bên trong hỏa long đỉnh dựa theo linh lực cảm ứng tinh chuẩn khống chế luyện hóa dược liệu lúc này luyện chế đan dược nhị phẩm trong nội tâm lục thiếu du đầy khẩn trương đan dược nhị phẩm và đan dược nhất phẩm có thể nói hoàn toàn không cùng khái niệm luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều thời gian chậm rãi trôi qua một lát sau lục thiếu du lại tiếp tục ném dược liệu khác vào luyện chế không dám có chút chủ quan nào cả thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa các loại dược liệu không ngừng luyện hóa thành linh dịch cần thiết để luyện chế tăng nguyên đan lần luyện hóa này cần linh lực khổng lồ trèo trống linh lực trong đầu lục thiếu du tiêu hao cực nhanh nhưng mà lúc này linh lực của hắn cũng không phải nhỏ yếu như lúc trước trong hỏa long đỉnh những dược liệu này bị hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn mà trong dược liệu một ít tinh hoa hóa thành linh dịch bị bao phủ lại Lục Thiếu Du khống chế linh lực và cường độ hỏa diễm, dựa theo ngọc giản mà Nam Thúc cho mình ghi lại, nhiệt độ của lửa cũng không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, phải khống chế vừa đủ. Khống chế hỏa diễm hiện giờ với Lục Thiếu Du mà nói chỉ thành thạo một chút mà thôi, có thể làm được một bước này. Luyện hóa toàn bộ, suốt cuộc toàn bộ tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được tinh luyện, Lục Thiếu Du hơi gấp gáp, đan điền trầm xuống, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang, thủ ấn trong tay biến đổi, trong Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn. Trong Hỏa Long đỉnh có thêm gần 20 loại linh dịch, đang được hỏa diễm bao phủ dung hợp với nhau. Trong dung hợp này, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu không ngừng tiêu hao với tốc độ khủng bố, dung hợp linh dịch cần khống chế tinh chuẩn không được sai sót, loại cảm giác này Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời không nói nổi, loại cảm giác này chính là chuyển đổi linh lực, chân khí trong người của mình có thể chuyển hóa, chỉ là không thể chuyển hóa khổng lồ như linh khí mà thôi. Cảm giác lực lượng này Lục Thiếu Du xem chừng, đại khái là do lực lượng linh hồn của mình a. À hiện tại dung hợp linh dịch lực lượng linh hồn trở nên đặc biệt trọng yếu thời gian chậm rãi trôi qua trong hỏa long đỉnh tỏa ra mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm sắc mặt lục thiếu du càng ngày càng tái nhợt trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống đáng chết loại tiêu hao này quá đáng sợ rồi lục thiếu du nhướng mày tiêu hao khi luyện chế đan dược nhị phẩm so với tưởng tượng của mình còn khủng khiếp hơn rất nhiều mình đã cảm giác được không chịu nổi rồi mà bây giờ nếu không chịu đựng nổi luyện chế tăng nguyên đan kiếm củi 3 năm thiêu một giờ đây là chuyện lục thiếu du không nguyện ý nhìn thấy nhất, cắn răng đánh thủ ấn ra, điều động linh lực trong người tuôn ra. Trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm không có tăng cường, nhưng trong lúc vô hình hỏa diễm ngưng thực rất nhiều, cũng vào thời điểm này, trong hỏa long đỉnh cũng bắt đầu vang lên những tiếng ông ông. Keng, hỏa long đỉnh mở ra, một viên đan dược màu xanh căng tròn xuất hiện trước người lục thiếu du, mùi thuốc nồng đậm lập tức tràn ngập cả mật thất. Chương 44, tỷ thí năm sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tới cho ta, thủ ấn của lục thiếu du lại biến đổi, linh lực trong tay ngưng tụ hai đạo hỏa diễm, lập tức bắn ra bao phủ đan dược màu xanh, mà trong hỏa long đỉnh cũng có một đạo hỏa diễm lao ra bao phủ viên đan dược lại, khi bị hỏa diễm bao phủ, viên đan dược màu xanh bắt đầu run rẩy trong lửa. Sắc mặt lục thiếu du càng ngày càng tái nhợt, loại tiêu hao này làm hắn thoát lực, nhưng lúc này còn không phải lúc nghỉ ngơi, có cái sai lầm chính là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Ngưng tụ cho ta, lục thiếu du khẽ quát một tiếng, hỏa diễm bao phủ, linh hồn lực khống chế tất cả tất cả hương thơm của đan dược đều bị áp chế vào trong đan dược không cho chúng tiết ra ngoài vù vù hỏa diễm bao phủ đan dược càng ngày càng cuồng bạo mặt ngoài của đan dược bắt đầu xuất hiện khe hở ti tí, tí dường như muốn vỡ ra đáng chết nội tâm lục thiếu du trong trầm xuống cũng không thể thất bại như vậy a à. liều lục thiếu du cắn răng hắn đánh ra một thủ ấn linh hồn lực càng cuồng bạo tuôn ra lực lượng linh hồn không ngừng khống chế tất cả trong nháy mắt nhiệt độ của hỏa diễm tăng lên rất nhiều. Vào thời khắc này trong ánh mắt như buông được gánh nặng của lục thiếu du, hỏa diễm bao bọc viên đan dược. Khe hở trên mặt viên đan dược cũng chậm rãi khép lại, hỏa diễm trong hỏa long đỉnh gào thét, lục thiếu du vào lúc này không biết được, trong gian phòng bên cạnh lão bộc nam thúc khoanh chân ngồi đó, thần sắc vẫn lo lắng, lúc này hắn mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tiểu tử này, thiên phú bản thân thật tốt, không nghĩ tới sau khi linh vũ xong tu thì linh hồn lực lại tăng nhiều, đã có thể một mình luyện chế đan dược nhị phẩm rồi, cả đại lục linh vũ này, người có thiên phú như hắn sợ là không có bao nhiêu cả. Nam thúc nhẹ nhàng cười cười, lập tức khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu. Trong mật thất, thủ ấn không ngừng biến hóa, viên đan dược màu xanh bắt đầu xoay tròn trong hỏa diễm, tràn ngập hỏa quang sáng bóng. Thành cho ta, thủ ấn trong tay Lục thiếu dù biến hóa, linh lực quay chung quanh, trong lúc vô hình có sóng gió nổi lên lúc này ba đạo hỏa diếm cũng thu liếm lại, lập tức dung nhập vào trong viên đan dược màu xanh. suy viên đan dược màu xanh đã xuất hiện màu vàng bóng rơi vào trong tay lục thiếu du, lục thiếu du cầm đan dược trong tay, thân thể hư thoát ngã xuống đất, miệng thở phì phò, lồng ngực lên xuống phập phồng. Thành công, tăng nguyên đan, nằm trên mặt đất, nhìn viên đan dược màu xanh vàng trong tay của mình, lục thiếu du vui vẻ, đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan, đây là đan dược nhị phẩm, giá tiền cũng chừng 200 kim tệ, So với đan dược nhất phẩm đắt hơn gấp mấy lần. Còn có một viên, tiếp tục, Lục Thiếu Du đứng lên, thu hồi tăng nguyên đan trong tay, lập tức khoanh chân ngồi điều tức, tiêu hao tiếp cận hư thoát, lần điều tức này lục. Thiếu Du cảm giác không chỉ linh khí của mình tăng cường, còn ngưng thực hơn trước. Qua mấy canh giờ, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong mắt của hắn càng thanh tịnh hơn trước rất nhiều. Tiếp tục luyện chế, Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, vì tăng cường thực lực và trả nợ, mình bây giờ phải dốc sức liều mạng mới được. Trấn Thanh Vân, cuối năm đã tới, từng nhà đèn lồng treo trên cao, răng đèn kết hoa khắp nơi, cảnh tượng vui sướng hớn hở, trong lục gia cũng như thế, đình viện các nơi được quét dọn sạch sẽ, trong đình viện cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, lộ ra cảnh tượng vui tươi. Trong lục gia, trừ năm mới và những dịp có đại hỷ sự ra cũng có chuyện vui khác, chính là cuối năm tế tổ, thế hệ trẻ trong gia tộc sẽ tỉ thí với nhau, hai người mạnh nhất sẽ thay mặt lục gia tham gia tỉ thí các đại gia tộc 3 năm một lần trong Trấn Thanh Vân mà năm người đứng đầu, đến lúc đó sẽ tiến vào trong Vân Dương Tông, trở thành đệ tử Vân Dương Tông. Vân Dương Tông 3 năm mới thu một đám đệ tử mới, vừa vặn cũng chính là năm sau, đây cũng là dịp không ít người chờ mong. Muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, đây chính là việc nhiều người mơ ước tha thiết, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông có địa vị không chỉ cao hơn đệ tử bình thường, còn có thực lực mạnh hơn, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông nếu đi tới chấn Thanh Vân này, các tộc trưởng đại gia tộc cũng phải dùng lễ đối đãi, không dám lãnh đạm. Tới gần cuối năm, trong Lục gia, tất cả người trẻ tuổi trực hệ cùng chi thứ đều nhao nhao quay về Lục gia, lớn tuổi cũng vội vàng quay về để tế tổ, thứ hai là muốn xem náo nhiệt, không biết lần này hai người nào sẽ đại diện Lục gia tham gia vũ hội. Tộc nhân các đại chi cũng quay về, người hầu trong Lục gia đều bận rộn tới chóng mặt, Lục Tiểu Bạch lúc này đã tăng lên làm tổng quản, ngược lại nhẹ nhõm không ít, cũng trở thành đối tượng đám người hầu hâm mộ, ở tiền viện không ít nha hoàn đều nhìn trộm, làm cho Lục Tiểu Bạch cảm thấy nội tâm ngứa lên, nhưng mà cũng không dám sằng bậy chính mình trở thành vũ giả ánh mắt lục tiểu bạch cao lên không ít đột nhiên cảm thấy tiểu thúy đã không còn xinh đẹp như mình thấy trước kia nữa rồi trong mật thất quanh người lục thiếu du có một tầng sáng bóng thủ ấn hai tay không ngừng biến hóa lồng ngực phập phồng hô hấp càng ngày càng vững vàng nhưng lúc này trong mật thất ánh sáng quanh người lục thiếu du trở nên yên tĩnh khí lưu không ngừng bắn ra ngoài sau đó hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ rót vào trong người lục thiếu du Ngàn vạn sợi tơ năng lượng này quấn quanh bên người lục thiếu du, nhìn qua trở nên huyền ảo không nói nên lời, mà lúc này trong người lục thiếu du, những năng lượng này bị âm dương linh vũ quyết hấp thu, hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điền và khí hải lục thiếu du. Nhưng mà định lượng chân khí còn nhiều hơn linh khí rất nhiều, chỉ tăng cường một ít linh khí mà thôi. Những năng lượng này không ngừng bao phủ kinh mạch lục thiếu du, kinh mạch vào lúc này nhanh chóng khuếch trương ra, mà trên kinh mạch, lục thiếu du cảm giác đã xuất hiện một khe hở, mà khe hở này có ánh sáng sáng bóng bao phủ, đau đớn trong đó làm Lục Thiếu Du cắn răng chống lại. Tất cả những chuyện này Nam Thúc cũng sớm nói qua cho Lục Thiếu Du biết, thôn phệ luyện hóa đan dược, đan dược càng mạnh thì năng lượng càng mạnh, kinh mạch không chịu nổi sẽ giãn ra, nhưng mà năng lượng vượt qua thừa nhận cuối cùng của kinh mạch, như vậy kinh mạch sẽ đứt từng khúc mà chết. Cho nên hiện tại cho dù cầm một viên đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm tới, Lục Thiếu Du cũng không dám ăn vào, đó hoàn toàn là đùa với mạng nhỏ của mình. Lại nói đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm trên cả đại lục linh vũ đều là bảo vật, hắn cũng không chiếm được, bản thân mình muốn luyện cũng không có thực lực đó. Cũng không biết lúc nào, trên mặt ngoài làn da lục thiếu du, vô số lỗ. Chân lông bị ngàn vạn sợi tơ năng lượng bao phủ, thỏa thích cắn nuốt đám năng lượng này, khí thức thân thể trong lúc vô hình chậm rãi tăng lên cao hơn. chương 45, từ đường lục ra, chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Hô, sáng sớm ngày thứ hai, Lục thiếu du phun ra một ngụm trọc khí trong người, hào quang sáng bóng quanh người đã không còn nữa. Âm dương linh vũ quyết, công pháp này thật sự quá mạnh mẽ, một viên tăng nguyên đan lại có thể giúp ta tăng lên thành vũ sĩ tam trọng. Lục thiếu du mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, cứ theo đàn này, chỉ cần hắn có đủ kim tệ mua dược liệu thì hắn chắc chắn không ngừng đột phá lên cao hơn. Sau khi luyện chế viên tăng nguyên đan thứ hai, lục thiếu du liền luyện hóa viên tăng nguyên đan này, trong tay hắn vẫn còn một viên tăng nguyên đan Lục Thiếu Du lại không dám tiếp tục luyện hóa, luyện hóa một viên cần tiêu hao thời gian không ngắn, cho nên tiếp tục phục dụng viên tiếp theo thì hiệu quả sẽ giảm nhiều, đây chính là lãng phí. Còn lại một viên tăng nguyên đan, hắn định mang nó đi bán, sau đó lại đổi một ít dược liệu tiếp tục luyện chế, Lục Thiếu Du đoán bản thân mình tiếp tục như thế, không tới 3 tháng sẽ thanh lý toàn bộ số nợ trên người. Hình như ngày hôm nay là lễ mừng năm mới, Lục Thiếu Du tính tính toán toán thời gian, hắn ở trong mật thất này ngây ngốc 7 ngày ngày hôm nay chính là lễ mừng năm mới của thế giới này. Trên thế giới này có một ít phong tục gần với thế giới trước, Lục Thiếu Du hiện tại càng nhớ về thế giới trước, nhưng mà kiếp trước đã là quá khứ. Hiện tại quá khứ đã không còn bao nhiêu sức nặng với hắn, chỉ là hồi ức mà thôi. Không biết mẫu thân hiện tại thế nào rồi, Lục Thiếu Du lo lắng, sau khi thu thập một phen, lại thu hỏa long đỉnh vào trong chữ vật giới chỉ, hắn rời khỏi mật thất. Đứa nhỏ này, không biết đã xảy ra chuyện gì mà chưa trở về chứ. Trong đình viện, La Lan Thị vô cùng lo lắng, đã 7 ngày Lục Thiếu Du vẫn chưa về. Tam Di, Thiếu Du không có việc gì, chắc có chuyện gì đó làm chậm trễ mà thôi. Lục vô song nói ra, nhưng mà nội tâm của nàng vẫn lo lắng không dứt. Công tử trở về rồi, Lục Tiểu Bạch nhìn vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài đình viện, hắn nhìn thấy Lục Thiếu Du đang từ xa đi tới. Đứa nhỏ này vì sao ngày hôm nay mới quay trở về thế, hôm nay chính là ngày tất niên đầu năm mà. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, La Lan Thị mới buông lỏng tâm tình, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trách cứ vài câu. Có chuyện làm chậm trễ, cho nên trở về muộn. Lục Thiếu Du nhìn thấy thần sắc mẫu thân, trong lòng của hắn có cảm giác ôn hòa, đây chính là cảm giác tình thân. Thiếu Du, ăn cơm đi, Tam Di vẫn chờ đệ đấy, cơm nước xong đi theo ta, phụ thân ta bảo ta mang đệ tới từ đường. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra, đi từ đường làm cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, đi tế tổ A, à, đợi tí nữa tất cả người Lục ra sẽ đi tế tổ. Lục Vô Song nói ra. Tế tổ, hình như đệ chưa từng đi bao giờ, đệ không đi. Lục thiếu du lập tức sững sờ, trong trí nhớ của hắn, chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi từ đường, hiện tại bảo hắn đi, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Thiếu du, con phải đi, la lan thị lập tức nói ra, mẫu thân, bọn họ bảo con đi thì đi sao, tính là cái gì chứ, con không đi, lục ra không có bao nhiêu quan hệ với con cả. Lục thiếu du nói ra, thiếu du, sao con lại nói như thế, trên người của con đang chảy huyết mạch lục ra đấy, con lớn lên trong lục gia mà, nghe lời đi, con có thể tiến vào từ đường, đây là tâm nguyện của mẫu thân A. La Lan Thị nói, mẫu thân, vậy người đi không? Lục Thiếu Du hỏi, Tam Di không đi, Thiếu Du, có chút chuyện, để có lẽ hiểu, cần từ từ. Lục Vô Song nói nhỏ, vậy để càng không đi. Lục Thiếu Du nói, trong mắt đã mang đầy lạnh ý, đoán chừng Lục ra thấy mình bây giờ trở thành võ giả mới cho phép mình tiến vào từ đường. Nhưng mà với hắn mà nói hắn không thèm, Thiếu Du, con có nghe lời hay không, có phải muốn mẫu thân quỳ xuống cầu xin con đi đúng không? La Lan Thị nói ra, trong thần sắc đã mang theo giận dữ, đồng thời trong ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du. Mẫu thân, trong nội tâm Lục Thiếu Du run lên, trong lòng mẫu thân vẫn hy vọng mình có thể đi vào từ đường Lục ra, sau đó chính là hy vọng mình có thể vào một ngày nào đó nhận tổ quy tông, nhưng mà mình hoàn toàn không có quá nhiều hảo cảm với Lục ra này. Được rồi, mẫu thân, con đi, nhìn thấy thần sắc của mẫu thân, Lục Thiếu Du lại không cách nào cự tuyệt được. Vậy là tốt rồi, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi thì đi từ đường." La Lan thị nhìn thấy Lục Thiếu Du đáp ứng, lập tức cao hứng ra mặt, ý cười hiện ra trong mắt. Mọi người ngồi xuống, trên bàn đã bày ra rất nhiều mỹ thực, vô cùng phong phú, ít nhất trong trí nhớ Lục Thiếu Du thì đây là lần đầu tiên ăn được nhiều món ngon như thế. Lúc ăn cơm nhìn ra được tâm tình La Lan thị thật tốt, vẫn gấp thức ăn cho Lục Thiếu Du cùng Lục Vô Song, còn có Lục Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh. Thiếu Du, sau khi tế tổ thì trong tộc sẽ tổ chức đọ sức cho người trẻ tuổi, để có thử hay không?" Ăn cơm xong, Lục Vô Song mang theo Lục Thiếu Du đi tới từ đường Lục gia. "Không cần." Lục Thiếu Du nói ra, tỷ thí trong tộc hắn không có hứng thú tham gia. Tỷ biết rõ để có ngăn cách với Lục gia, nhưng mà tỷ muốn nói rằng, nếu để có cơ hội tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó người nào muốn đối phó đệ cũng không dễ dàng như vậy, sẽ có bận tâm và cố kỵ. Lục Vô Song nói ra, Vô Song tỷ, đệ nhớ tỷ hình như là đệ tử Vân Dương Tông a." Lục Thiếu Du nói, "Lần trước chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, năm sau tỷ phải trở về Vân Dương Tông, lần này là thời gian 3 năm Vân Dương Tông tuyển nhận đệ tử mới, nếu đệ đại biểu Lục gia tham gia tỷ võ, vậy có thể tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó cũng có thể cùng tỷ đi Vân Dương Tông." Lục Vô Song nói ra, "Vân Dương Tông là nơi thế nào?" Lục Thiếu Du hỏi, "Nghe nói qua Vân Dương Tông, nhưng mà hắn không hiểu." Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của nơi này, cường giả như mây, ở trong Vân Dương Tông có thể được rèn luyện và học tập tốt nhất, tất cả mọi người đều mơ ước gia nhập Vân Dương Tông đấy. Lục Vô Song nói, tiến vào Vân Dương Tông rất khó sao. Lục Thiếu Du hỏi, đó là đương nhiên, người thiên phú bình thường thì Vân Dương Tông sẽ không thu, mà cả Trấn Thanh Vân này chỉ có 5 người mà thôi, mỗi lần như thế chỉ có người Lục Gia, Vương Gia, Dương Gia, Tần Gia, La Gia năm đại gia tộc tranh đoạt danh ngạch, còn có một chút gia tộc thực lực tương đối yếu cũng tham gia, mỗi gia tộc chỉ có thể chọn ra hai người, sau đó chọn ra năm người cuối cùng trong ba bốn người người đó gia nhập Vân Dương Tông. Lục vô song trả lời, lập tức nhìn chầm chầm vào lục thiếu du, lại nói. Đương nhiên, nếu linh giả thì có thể trực tiếp gia nhập Vân Dương Tông, hơn nữa còn trở thành đệ tử thân truyền. Chương 46, chuẩn bị tế tổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xem ra linh giả không giống nha. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, Thiếu Du, để quyết định phải thử một chút đấy. Lục vô song hỏi, để không có hứng thú, để còn muốn ở bên cạnh mẫu thân, không muốn đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du trả lời, trong lòng hắn hơi tò mò về Vân Dương Tông, có thể tiếp nhận rèn luyện cùng bồi dưỡng tốt nhất, thật sự làm cho tất cả mọi người động tâm, nhưng mà mình tu luyện âm dương linh vũ quyết lại không tiện tu luyện trong Vân Dương Tông, vẫn nên ở ngoài thì tốt hơn, đến Vân Dương Tông, tự nhiên không tránh được có một chút hạn chế. Tiểu tử, Vân Dương Tông ngươi đi thì tốt hơn, trong Vân Dương Tông có một thứ tốt, nếu ngươi đạt được, có lẽ có chút tác dụng. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. "Đệ đang nhìn cái gì thế?" Lục Vô Song nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du nói ra. "Không có gì." Lục Thiếu Du nói, "Vô Song tỷ, tỉ, tỉ thí trong tộc ngày hôm nay là thế nào?" "Thế nào? Để thay đổi chủ ý sao?" Lục Vô Song mỉm cười, lập tức nói, "Hôm nay trong gia tộc sẽ tổ chức kiểm tra." tu vị đến vũ sĩ thì có thể tham gia tỉ thí, hai người cuối cùng sẽ đại biểu lục gia đọ sức với các đại gia tộc trong Trấn Thanh Vân, mà những người thiên phú tốt sẽ ở lại trong gia tộc bồi dưỡng. Ồ, lục thiếu du đáp nhẹ một tiếng, hai người lúc này đi tới đỉnh viện rộng rãi, dọc theo con đường này có rất nhiều người hầu nhìn lục thiếu du đều gật đầu, ánh mắt và thần sắc so với trước kia hoàn toàn là một trời một vực. Chúng ta đến rồi, lục vô song nhìn lục thiếu du nói ra, từ đường lục ra. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào bốn chữ xanh to trên biển, kiểu chữ hùng hậu hữu lực, không giống như là người bình thường viết, hắn hơ tò mò. Vô song tiểu thư, bên ngoài đình viện, hai người hầu tôn kính hành lễ, lập tức hiếu kỳ nhìn qua lục thiếu du. Thiếu du, chúng ta vào đi thôi. Lục vô song nhìn lục thiếu du nói ra, theo sau lục vô song, lục thiếu du đi vào từ đường, mà ở trước từ đường chính là một cái sân rộng, nơi này có hơn trăm người tới từ nội viện, lục thiếu du vừa nhìn cũng nhận ra được, hơn trăm người này là đệ tử trực hệ và chi thứ của lục gia, đều là người trẻ tuổi mà lục thiếu du cũng chú ý tới phía trước ở đó đám người lục thiếu hổ chu hải minh tụng năm tụng ba thần sắc không thay đổi lục thiếu du cũng để ý tới nhìn thấy lục vô song cùng lục thiếu du hai người đi tới thần sắc tất cả mọi người biến đổi đối với lục thiếu du đệ tử lục gia tự nhiên vô cùng quen thuộc thân phận lục thiếu du cũng là trò cười của lục gia sao hắn tới đây hắn không phải là người lục gia không phải không thể đi vào từ đường sao nghe nói lục thiếu du đã là vũ giả còn có tu vị vũ sĩ đoán chừng như vậy mới có thể tiến vào từ đường A, gia chủ khả năng muốn hắn nhận tổ quy tông. Thực lực vũ sĩ, thiên phú không tồi, lúc trước vô song tiểu thư 16 tuổi cũng có thực lực vũ sĩ, hiện tại đã là đệ tử Vân Dương Tông rồi. Người biết cái gì, lúc này lục thiếu hổ, chu Hải Minh nghe nói đều là vũ sĩ, lục nghị cùng lục thiếu hùng đã đạt tới vũ sĩ cực hạn. Vẫn là đệ tử trực hệ tốt hơn, những chi thứ chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi. Một ít người đã bắt đầu ở lặng lẽ nghị luận, đối với Lục Thiếu Du trở thành vũ giả gần đây, người trong Lục Gia đều biết được. Trong từ đường này, không phải người Lục Gia thì tốt nhất rời hỏi, Amil A miêu A cầu gì cũng có thể tiến vào sao. Một giọng nói chào phúng truyền tới, nói chuyện lại chính là Lục Thiếu Hổ. Thân sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, Lục Thiếu Hổ tự nhiên nói là mình, đúng là mẹ nào con nấy, trong trí nhớ Lục Thiếu Du biết được, Lục Thiếu Hổ bình thường không ít lần khi nhục Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, chính là nói người đấy, người tới từ đường làm cái gì? Chu Hải Minh cười nhạo nói, lần trước trong hậu hoa viên bị lục thiếu du cướp đi danh tiếng, hắn vẫn nhớ kỹ tới bây giờ, trong nội tâm vẫn ghi hận không thôi. Vậy ngươi tới làm cái gì, Chu ra từ khi nào biến thành lục ra rồi? Lục thiếu du cười nhạt một tiếng, nếu từ đường lục ra không phải mẫu thân bảo mình tới, chính mình đúng là không muốn đến, về phần Chu Hải Minh này, trong trí nhớ lục thiếu du biết rõ hắn cũng không tốt tới đâu, cho dù là cháu của nhị cô phu cũng không cần phải nể tình. Ngươi, Chu Hải Minh lập tức giận dữ, hắn lai lạnh nhạt nói. Ta chẳng muốn chấp nhặt với tạp trùng làm gì. Chu Hải Minh, người đủ rồi, thiếu du chính là do phụ thân ta gọi tới, người có tư cách gì nói này nói kia. Lục vô song quát, Chu Hải Minh hung hăng không thôi, trước mặt lục vô song thì hắn không dám nói thêm cái gì, hung dữ nhìn lục thiếu du sau đó quay đầu đi. Vô song tỉ, đại bá cũng không có quyền lợi cho hắn vào từ đường nha, hắn cũng không phải là người lục gia. Lục thiếu hổ nhìn chằm chằm vào lục thiếu du, lập tức nói ra lục thiếu hổ đây là ý của gia gia người có chuyện gì thì đi gặp gia gia nói đi lục vô song nói ra nghe được lục vô song nói thế thần sắc lục thiếu hổ hơi đổi lập tức không thèm nói thêm cái gì lão gia chủ lục gia không phải người nào cũng có tư cách bình luận hắn chính là người có địa vị cao nhất lục gia vô song tỷ sao ngươi bây giờ mới tới trong đám người lục nghị mặc bộ cẩm y đi tới bên cạnh lục vô song tuổi tuy nhỏ nhưng đã có khí thức vũ nghị dáng người uyển chuyển và đường cong mê người Trước ngực đã nhô lên, bộ dáng căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Lục Nghị đến bên cạnh Lục Vô Song và nhìn chằm chằm lên người Lục Thiếu Du, trong ánh mắt ít đi vài phần xem thường Lục Thiếu Du, nhiều ra vài phần ý khác. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua Lục Nghị, từ trong ánh mắt nữ tử này, hẳn là một nữ nhân có tâm kế, tuổi còn nhỏ đã thế, lớn lên còn ghê gớm hơn nhiều, chính mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn. "Ân, hiện tại đến rồi, cũng không muộn." Lục Vô Song nói ra, "Đại gia đến, tứ gia đến, mau nhìn trong đám người bạo động nho nhỏ, chỉ thấy bên ngoài đình viện có mấy đạo thân ảnh đi tới, người đi đầu khí khái hào hùng, mặc trường bào, lục thiếu du nhận ra đây là lão đại lục gia lục đông. Mà bên cạnh lục đông chính là nữ tử trung niên, bộ dáng ung dung, chính là thê tử lục đông hoàng thị, cũng là dưỡng mẫu của lục vô song. Ngoài ra bên trái lục đông là đại hán trung niên mặc trang phục màu xanh ra trời, bộ dáng có ba phần tương tự lục đông, lưng hùng vai gấu, ánh mắt lợi hại, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, chính là tứ thúc của Lục thiếu. Du, gọi là Lục Tây, bên cạnh là tứ thẩm Trần Thị. Về phần nữ nhân trung niên mà cầm bào, bộ dáng phú quý, tóc trải cao, trên mặt quẹt qua một ít phấn son bọt nước, chính là nhị cô Lục Thiếu Du, Lục gia lão nhị Lục Nam. Chương 47, kiểm tra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục gia tăng thêm một người con nuôi, tổng cộng là 5 người, phân biệt chính là Lục Đông, Lục Nam, Lục Trung lục tây lục bắc phụ thân lục thiếu du chính là lão tam lục trung lúc này bên người lục nam có một nam tử trung niên mặc cẩm bào chính là phụ thân lục nam của hắn nhìn chằm chằm vào bọn họ thần sắc lục thiếu du hơi đổi triệu tuệ cũng ở trong đó một thân hoa phục mang theo khí chất cao ngạo cũng đang nhìn chằm chằm vào lục thiếu du trong lòng lục thiếu du đang suy nghĩ triệu tuệ hẳn là không biết mình được tới từ đường thế nhưng mà lúc này không nói thêm gì đoán chừng bởi vì đại bá hoặc là người gọi là ra ra nói chuyện không cho phép nàng phản đối. Mà người trong Lục gia, Lục Thiếu Du không có nhìn thấy người mà mình gọi là phụ thân, còn có tư thúc cùng phụ thân Lục Mị, Lục Bắc. Trừ những người này ra, Lục Thiếu Du còn nhận ra một ít trưởng lão Lục gia, địa vị trong Lục gia cũng không thấp, trưởng lão Lục gia trừ một ít đại sự Lục gia ra, chuyện khác cần trưởng lão thông qua nghị quyết mới thông qua được. Lục Đông đi tới, những người khác không dám nói chuyện, đều là yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Tất cả vào đi. Lục Đông nhìn chằm chằm vào người nơi này, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du một chút, lập tức nói với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Lục Đông vào từ đường, Lục Thiếu Du chính là người đi vào từ đường cuối cùng. Từ đường của Lục gia so với tưởng tượng Lục Thiếu Du còn lớn hơn một ít, từ đường đủ rộng để là chứa mọi người, trong từ đường có từng hàng linh vị, trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Lục gia. Lục Thiếu Du hơi dò xét một ít, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, trong từ đường có hơn trăm bổ đoàn, mọi người theo thứ tự đứng đó. Đệ tử trực hệ xếp trước nhất, đệ tử chi thứ xếp phía sau. Lục Thiếu dù đi cuối cùng, đứng ở góc cuối cùng nhìn chằm chằm về phía trước, đám người Lục Vô song cùng Lục Mị lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này thần sắc người Lục ra vô cùng trang trọng, nhìn chằm chằm vào linh vị tổ tiên phía trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà đám người Lục Đông, Lục Nam thì đi lên trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí, Lục Đông sắp xếp mọi người, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lập tức nhìn qua toàn trường, trong khoảng khắc đệ tử Lục ra lặng ngắt như tờ sau khi yên tĩnh một lát, Lục Đông chậm rãi nói. Tổ tiên Lục Gia cắm dê ở Trấn Thanh Vân đến nay, Lục Gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại Trấn Thanh Vân này. Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Lục Đông truyền ra, giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của mỗi đệ tử Lục Gia, mà Lục Đông hiện tại nói một ít sự tích của Tổ tiên Lục Gia. Lục Thiếu Du nghe cũng không cảm thấy cái gì, đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi, ngược lại theo như lời Lục Đông nói, trong Tổ tiên từng có một Tổ tiên Lục Gia chính là Cường Giả Vũ Vương, hắn nghe xong thì kinh ngạc, thực lực vũ vương trên cả đại lục cũng là tồn tại phượng mau lân giác, không nghĩ tới trong các tiền bối lục gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử lục gia lúc này nghe lục đông nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động, những người này đều là tổ tiên lục gia, bọn họ với tư cách đệ tử lục gia, nghe được một ít sự tích quang vinh của lục gia thì đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang. Lục thiếu du cũng không nghĩ nhiều, lục gia rất nhiều đời trôi qua, tự nhiên là có sự tích anh hùng, chính mình với tư cách một kẻ xuyên Việt, chuyện này cũng không quan hệ quá lớn với hắn. Hiện tại bái tế tổ tiên, nguyện mong truyền thừa lục ra không tắt. Lục Đông nói câu này hoàn toàn không lớn nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ, Lục Đông nhìn qua bốn phía, đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm, không có chút chấn động nào cả, lập tức dẫn đầu quỳ xuống, cả đám người sau lưng hắn như triệu tuệ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh cũng trung thực quỳ xuống. Đệ tử Lục ra cũng quỳ xuống, bắt đầu ba bái chín khấu, về phần Lục Thiếu Du, hắn vẫn quỳ trên đất, Bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi, tổ tiên Lục gia có liên quan gì tới mình đâu, bái này cũng là thay Lục thiếu du bái. Tốt, đứng dậy a. À. Ba quỳ chín khấu xong, Lục Đông đứng dậy nói với đám đệ tử Lục gia sau lưng. Mọi người đứng dậy, trong thần sắc đầy chờ mong và mong đợi, kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ Lục gia. Hiện tại đi diễn võ trường a, đi kiểm tra. Lục Đông nhìn mọi người nói ra, đi kiểm tra. Một đám đệ tử Lục gia hưng phấn lên, rốt cuộc tỉ thí trong Lục gia cũng bắt đầu đây mới là chờ đợi chính thức của đệ tử Lục Gia. Đệ tử Lục Gia hưng phấn xông ra cửa, Lục Thiếu Du thần sắc giấu giếm, nhưng trong lòng thì cũng nghĩ đến Nam Thúc bảo mình đi vào Vân Dương Tông, vậy mình phải tham gia thi đấu trong tộc mới được, nếu không hắn không thể tiến vào Vân Dương Tông. Thiếu Du, người cũng đi kiểm tra đi, vào lúc này giọng của Lục Đông lọt vào trong tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ta mang người đi, một giọng nói dịu dàng truyền tới, làm Lục Thiếu Du ngoài ý muốn là, Lục Nghị đi tới trước mặt hắn lúc này lục mị mỉm cười nhìn chằm chằm vào lục thiếu du hương thơm lọt vào trong mũi của hắn lục thiếu du cảm thấy vô cùng kỳ quái lục mị này không ngờ lại lấy lòng của mình thiếu du chúng ta đi thôi lục vô song hiện tại đi tới bên người lục thiếu du ân lục thiếu du không có cực tuyệt theo như nam thúc nói chuyện chính mình phải nghĩ biện pháp đi vào vân dương tông mới được không biết trong vân dương tông này có bảo vật gì khiến nam thúc cũng để ở trong lòng dùng ánh mắt nam thúc thứ lọt vào trong mắt chắc chắn chính là bảo bối Đại ca, sao Lục Thiếu Du có thể tham gia kiểm tra chứ? Lục Thiếu Du, Lục Vô Song vừa rời đi, trong từ đường, sắc mặt triệu tuệ khó coi nhìn chằm chằm vào Lục Đông hỏi. Tam muội đây là phụ thân phân phó, có nghi vấn thì đi hỏi phụ thân đi. Lục Đông nói ra, ta cho tiểu tử kia tới từ đường đã là cực hạn, chẳng lẽ Lục gia cố ý gây khó xử ta sao, khi dễ nhà mẹ đẻ của ta không người sao? Nên nhớ Lục gia lúc trước đáp ứng ta thế nào? Triệu tuệ nói ra, tam muội người đây là người nói cái gì, Lục gia đáp ứng người vĩnh viễn không nhận thiếu du quay về Lục gia, nhưng mà ngươi cũng đã đáp ứng, không được khó xử mẫu tử bọn họ a. À, nhưng những năm qua ngươi có làm khó bọn họ hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng, chuyện này cứ thế đi, chúng ta đi xem bọn họ kiểm tra. Thiên phú thiếu hổ không tệ, rất có hy vọng tiến vào vân dương tông. Ngươi cũng đừng nói thêm câu nào nữa. Lục Đông nói xong, hắn rời khỏi từ đường. Đệ muội, người đã nghĩ nhiều, ít nhất tiểu tử kia muốn chính thức nhận tổ quy tông cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Nam đến bên người triệu tuệ nói ra, ta thấy lục gia đúng là muốn tiểu tử kia nhận tổ quy tông A, à, nhận tổ quy tông, ta kiên quyết không đồng ý. Triệu tuệ hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng ra khỏi từ đường. mươi 48, Thiên Phú Thật Tốt một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phu thê Lục Nam và Chu Lập Hưng nhìn nhau, lập tức ra khỏi từ đường, đi vào diễn vũ trường. Lục gia diễn võ trường diện tích cũng không nhỏ, bình thường chính là cấm địa của Lục gia, chỉ có đệ tử trong tộc lục gia đạt được phê chuẩn mới có thể đi vào, đệ tử và người hầu không có được phê chuẩn mà tiến vào sẽ nghiêm phạt không tha. Lúc này trên diễn vũ trường đã sớm dựng sẵn đài cao, tụ tập không ít người hầu lục gia ở chung quanh, hôm nay người hầu lục gia cũng có thể tiến vào diễn vũ trường, đồng thời hôm nay là lễ mừng năm mới, lục gia cũng cho tất cả người hầu được nghỉ và tiền lì xì, si. những người hầu lúc này mừng như nở hoa. Mà mọi người tụ tập bên ngoài diễn vũ trường chính là muốn quan sát kiểm tra và tỉ thí mỗi năm một lần của lục gia, Đặc biệt là hai người thắng hôm nay sẽ đại biểu Lục Gia đi tham gia tỉ thí của Vân Dương Tông. Nếu tiến vào Vân Dương Tông, đây chính là cơ hội làm cho người ta hâm mộ. Lục Thiếu Du đi cùng Lục Vô Song và Lục Nghị đến diễn vũ trường. Diễn vũ trường này hắn tới lần đầu tiên, cho dù là Lục Thiếu Du lúc trước cũng chưa từng tới bao giờ. Trên đường đi, Lục Nghị đều lấy lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chỉ cười nhạt, không biết trong lòng tiểu mỹ nhân này nghĩ cái gì. Lúc này ba người Lục Thiếu Du đến diễn vũ trường cả đám đệ tử lục gia tham gia tế tổ đã tới trước, cả đám vô cùng kích động, đây chính là cơ hội thật tốt, nếu có thể đại phóng dị sắc, cho dù không cách nào đại biểu lục gia đi quyết chiến với các đại gia tộc trong trấn thanh vân này, như vậy cũng sẽ được lục gia bồi dưỡng, đối với tiền đồ của mình sẽ có lợi vô cùng. Ánh mắt lục thiếu du nhìn chằm chằm vào vũ trường, cả đám người hầu lục gia và một ít tộc nhân khác vây quanh bên ngoài diễn vũ trường, cũng có bốn 500 người ở đây. Ở thật xa Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục Tiểu Bạch cùng mẫu thân đang ở đó, Lục Tiểu Bạch còn không ngừng vẫy tay với hắn. Xếp hàng, chuẩn bị kiểm tra, đám tiểu tử các ngươi là long là trùng thì kiểm tra sẽ biết, đều ra tay toàn lực cho ta, lúc này vẫn như trước kia, đạt tới cấp độ vũ sĩ sẽ được ban thưởng đan dược nhị phẩm, hai người chiến thắng cuối cùng sẽ được ban thưởng 2.000 kim tệ. Lúc này Lục Đông, Lục Tây, Lục Nam, Triệu Tuệ đang ở trên đài cao, còn có mấy trưởng bối của Lục Gia đang đứng. 2.000 kim tệ, đan dược nhị phẩm, đáng tiếc ta không phải vũ sĩ không ít đệ tử lục gia than thở, hơn trăm đệ tử lục gia, đạt tới cấp độ vũ sĩ chỉ giải rác không có mấy, nhưng lúc này lại có mấy người vui vẻ, chính là Chu Hải Minh cùng lục thiếu hổ. Thiếu du ca, người hình như đã là vũ sĩ si A, à, nên cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Lục Nghị Vũ mị cười cười nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Lục Nghị cố ý phóng điện, tuổi còn nhỏ cũng đã làm cho người ta không chịu nổi, nếu qua vài năm còn không biết sẽ tai họa cho bao nhiêu người đây. Lục vô song lúc này thần thái sinh ra nghi hoặc, trong lục gia hiện tại đang nói lục thiếu du chính là vũ giả vũ sĩ, nhưng mà nàng biết lục thiếu du chính là linh giả A. À. Tiếp nhận kiểm tra, đứng bên này, phía trước có âm thanh truyền tới, không ít đệ tử lục gia chuẩn bị kiểm tra đứng xếp hàng. Thiếu du ca, chúng ta đi qua đi, ta cũng muốn kiếm tra đấy. Lục mị nói với lục thiếu du, thiếu du đi thôi, ta cũng không cần tiếp nhận kiểm tra. Lục vô song nhìn lục thiếu du nói ra. Lục thiếu du theo Lục Mị đi tới sau lưng một đám đệ tử Lục gia, xuyên thấu qua đám người thì nhìn thấy nhiều đệ tử Lục gia đang được kiểm tra. Một trưởng lão Lục gia mặc trường bào màu xám xuất ra một quả thủy tinh cầu lớn như lòng bài tay. đệ tử Lục gia nhắm mắt tỉnh thần, năm ngón tay đặt lên thủy tinh cầu này. tên đệ tử Lục gia này vận công vào thủy tinh cầu, đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. Lục lãng, hỏa hệ vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố. Đệ tử Lục gia tiếp theo đi lên tiếp nhận kiểm tra. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đệ tử Lục gia tiếp nhận kiểm tra, tuổi chừng 16-17 lại là vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường, xem sắc mặt của thiếu niên này mang theo thất vọng. Đệ tử Lục gia thứ hai đi lên, năm ngón tay phải cầm lấy thủy tinh cầu, thủy tinh cầu lập tức bắn ra hào quang màu vàng đất. "Lục Thanh, thổ hệ vũ đồ ngũ trọng, thiên phú trung đẳng, tiếp theo." Trưởng lão Lục gia nói ra, hơn ngàn đệ tử Lục gia đi lên tiếp nhận kiểm tra mà đệ tử lục gia này mạnh hơn người trước một chút. Lục Minh, thủy hệ vũ đồ tứ trọng, thiên phú trung đẳng, tiếp theo. Lục Lộ, hỏa hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thượng đẳng, tiếp theo. Lục Bạch, thổ hệ vũ đồ lục trọng, thiên phú trung thượng, tiếp theo. Lục Vân, thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, thiên phú thật tốt, tiếp theo. Trưởng lão lục gia khẽ giật mình, lập tức nói ra, thiếu nữ 17-18 tuổi Mỹ Mạo Thanh Tú, mặc váy dài màu xanh đứng đó đã trở thành tâm điểm của đệ tử lục gia, nàng đã đột phá vũ sĩ, thiên phú đã thật tốt. Một đệ tử lục gia lại đi lên kiểm tra, trong chi thứ lục gia cũng có không ít thế hệ thiên phú thượng đẳng, làm cho một đám người lục gia cao hứng không thôi, người trẻ tuổi thiên phú thượng đẳng chính là tiền đồ sau này của lục gia. Lục thiếu du nhìn chằm chằm vào cảnh kiểm tra kia, sau đó nhìn ra thiên phú không đơn thuần nhìn vào tu vị và thực lực, mà là nhìn thực lực với tuổi tác, một là 6 tuổi vũ đồ lục trọng và một 20 tuổi vũ đồ lục. Trọng, thiên phú hoàn toàn khác nhau, tuổi càng nhỏ chứng minh thiên phú càng cao. Sau nửa canh giờ phía trước đã kiểm tra không ít, còn lại chỉ còn có Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Hùng, Lục Nghị và mấy đệ tử trực hệ Lục Gia, đương nhiên còn có Lục Thiếu Du ở trong đó, mà đệ tử trực hệ Lục Gia kiểm tra chính là tiêu điểm của người ta, dù sao từ bồi dưỡng, đệ tử trực hệ Lục Gia chiếm được tiện nghi không nhỏ. Trên đài cao, sắc mặt Lục Đông, Lục Tây nghiêm túc, mấy đệ tử trực hệ Lục Gia cấp độ thế nào bọn họ hiểu rõ, so với chi thứ thì mạnh hơn không ít, đương nhiên trong đệ tử chi thứ, Lục Vân chính là người làm cho đám người Lục Đông, nhưng mà càng làm mừng rỡ. Lão Tứ, thiếu hùng thiên phú không tệ a à. Lục Đông nghiêng người nhìn qua Lục Tây lưng hùm hàm gấu nói. Là không tệ, chỉ có chưa đột phá lên cấp độ vũ sĩ, còn kém một chút. Lục Tây thở dài, nhưng mà trong thần sắc lại vui vẻ, con của hắn Lục Thiếu Hùng tuy chưa đột phá lên vũ sĩ, nhưng tuổi chưa tới 15 đã là vũ đồ cửu trọng, đây là thiên phú thật tốt, phóng nhãn Lục ra, thiên phú này cũng là số một số 2, cấp độ tăng lên không kém gì lục vô song chút nào. chương 49, thiên phú thật tốt 2, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thiếu hùng chưa tới 15 tuổi, 3 năm sau, Vân Dương Tông sẽ nhận người lần nữa, thiếu hùng nhất định không có vấn đề, thiên phú này cũng không kém gì vô song, hảo hảo bồi dưỡng, trẻ tuổi lục gia ta hiện tại sẽ vượt qua những nhà khác. Lục Đông cười nói, một gia tộc trừ dựa vào cường giả ra, huyết mạch mới mạnh mẽ cũng là căn cơ của gia tộc, đây là gốc rễ của một gia tộc lão đại người xem lần này hai người cuối cùng sẽ là ai đi tranh đoạt với vương gia dương gia đây lục tây nói cái này bây giờ còn khó mà nói thiếu hổ đã sớm đạt tới cấp độ vũ sĩ hải minh cũng thế vốn nên là hai người này nhưng mà hiện tại lục vân đã làm cho chúng ta kinh nghỉ, tăng thêm thiếu du có thể nói trong thế hệ trẻ lục gia chúng ta cũng được tính là thiên tài đông đúc lục đông cười nói đại ca lục thiếu du chưa tính là người lục gia a Thân sắc triệu tuệ trầm xuống phản bác thiếu du tốt xấu gì cũng có huyết mạch lục gia chúng ta nghe nói một người trong lúc bất chi bất giác đạt tới cấp độ vũ sĩ loại thiên phú này cũng là hãn hiếu tam tẩu nên cân nhắc cho lục gia cũng không cần quá mức so đo lục tây lúc này nhàn nhạt, nhạt nói ra dường như quá không chào đón triệu tuệ lời thẳng dạ thẳng cũng không quanh co lòng vòng tốt chuyện này nói sau mau nhìn thiếu hùng kiểm tra kia thần sắc lục đông tươi cười ánh mắt mọi người hiện tại nhìn qua trong tràng Lục Thiếu Du hiện tại nhìn thấy Lục Thiếu Hùng mặc hộ hoa phục, mang theo vài phần khí khái hào hùng, tay phải đặt lên thủy tinh cầu, thủy tinh cầu chậm rãi xuất hiện quang mang màu lam. Lục Thiếu Hùng, thủy hệ vũ đồ cửu trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia hưng phấn lên, thời điểm 15 tuổi đã sắp đột phá vũ sĩ, vậy càng khó lường, từ khía cạnh nào đó nó đã đại biểu cho đại tiền đồ. Kế quả kiểm tra vừa ra, trong Lục gia có không ít thiếu nữ ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Hùng, cả đám có chung biểu hiện bộ dáng mê trai thiên phú này không kém A, à, ba năm sau, đi Vân Dương Tông là chắc chắn rồi. Lục Đông cũng vô cùng cao hứng, đây chính là tiền đồ của Lục Gia A. À. Lục Tây cùng Trần Thị hai người hiện tại vui vẻ, thiên phú này đúng là không kém. Tiếp theo, trưởng lão Lục Gia nói nhỏ, lập tức Chu Hải Minh đi nhanh lên trên, trong thần sắc đầy ngạo nghế, dường như mang theo vài phần tự tin. Nhị tỷ, nhị tỷ phu, thực lực Hải Minh tới bước kia rồi. Trên đài cao, Lục Tây hỏi, gần đây ta cũng không có hỏi hắn, không quá rõ ràng. Lục Nam mỉm cười, dường như có vài phần tự tin về con mình. Hải Minh năm nay 19 tuổi, ta nghe nói hắn sớm đột phá lên vũ sĩ. Lục Tây nói nhỏ, đúng vậy a, à, ba năm trước đây Hải Minh vừa vặn không ở lục gia, bằng không lần trước đã cùng vô song đi vân dương tông. Chu Lập Hưng cười nói, lúc này Chu Hải Minh tay phải cầm lấy thủy tinh cầu, trong thần sắc mang đầy ý cười, vận công rót chân khí vào, trên thủy tinh cầu xuất hiện quang mang. Lục Thiếu Du hiện tại cũng tò mò nhìn qua, cảm giác khí thức trên người Chu Hải Minh, Lục Thiếu Du cũng có thể biết rõ, trong mọi người, thực. Lực Chu Hải Minh hẳn là mạnh nhất, hào quang màu vàng đất từ trong thủy tinh cầu bắn ra ngoài, hào quang này trói mắt hơn các hào quang khác nhiều, đối với thủy tinh cầu này, Lục Thiếu Du xem mà không hiểu. Chu Hải Minh, thổ hệ vũ sĩ thất trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục ra lớn tiếng tuyên bố, những năm qua có thể đo lường ra một thiên phú thật tốt đã rất khó tìm. Năm nay kiểm tra ra nhiều người như thế, đủ để khiến hắn hưng phấn rất lâu. Vũ Sĩ thất trọng, đúng là không tệ a." À. Lục Đông cũng cảm thán, nói, "Nếu như lúc trước tiến vào trong Vân Dương Tông, tu vị hiện tại chắc chắn đã đột phá vũ sư a. Chúc mừng nhị tỷ, xem ra lần này Hải Minh muốn đi Vân Dương Tông cũng không khó." Lục Tây nói ra, "Chuyện này còn khó nói, không biết trong gia tộc khác còn có cường giả khác hay không." Lục Nam cười nói, "Lo lắng trong gia tộc khác có người mạnh hơn." Về phần người trong lục gia nàng đã không đặt trong lòng, dựa theo những năm qua mà xem, Vũ Sĩ Tứ Trọng đã có thể tiến vào trong Vân Dương Tông. Từ kết quả kiểm tra mà nhìn, trong lục gia có không ít thiếu nữ đưa mắt nhìn qua. Chu Hải Minh cũng cười đắc ý, ở lục gia, trong thế hệ trẻ không ai có thực lực vượt qua lần, lần này hắn đi Vân Dương Tông chắc rồi, đến Vân Dương Tông, tiền đồ của hắn sẽ tươi sáng. Tiếp theo, trưởng lão áo xám tiếp tục nói, lúc này mặc một bộ cẩm bào trong thần sắc lục thiếu hổ mang theo vẻ kiêu ngạo đi tới phía trước trong mắt vui vẻ trên khán đài triệu tuệ cũng nhìn qua bộ dáng rất vui vẻ bắt đầu trưởng lão áo xám nói ra lục thiếu hổ đặt tay phải lên thủy tinh cầu vui vẻ thu liếm hắn bắt đầu rót chân khí vào không gian chung quanh sinh ra chân động vô hình thuộc tính thổ hệ còn có thuộc tính mộc hệ thân là vũ giả toàn hệ lục thiếu du lập tức linh mẫn phát giác được trong không gian chung quanh lúc này tồn tại hai chủng loại thuộc tính nguyên tố chẳng lẽ là vũ giả song hệ, lúc này trong đầu lục thiếu du xuất hiện ý niệm này. Trên thủy tinh cầu bắn ra hào quang chói mắt, thủy tinh cầu phân ra hào quang nửa xanh nửa vàng tranh nhau cùng sáng, mà lục đông, lục nam, lục tây và các trưởng lão khác trên khán đài đứng bật dậy. Lục thiếu hổ, thổ hệ, mộc hệ, vũ giả song hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Trưởng lão áo xám kinh ngạc hít sâu một hơi, vũ giả song hệ tại đại lục linh vô tuyệt đối là tồn tại phượng mau lân giác, đặc biệt lục thiếu hổ hiện tại chưa tới 16 tuổi đã là vũ sĩ tam trọng, thiên phú bản thân khó lường, so với lục thiếu hùng còn tốt hơn nhiều, thiên tài như thế tuyệt đối thuộc về đặc cấp, tiền đồ vô cùng tươi sáng. Chơi ạ, à, vũ giả song hệ, một đám người lục gia cũng kinh ngạc không thôi, song hệ vũ giả, đối với. Lục gia là thế gia vũ đạo mà nói, tự nhiên biết rõ ý nghĩa đại biểu trong đó. Tam muội người giấu giếm chúng ta thật lâu a à, thiếu hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ, sao ngươi không nói cho chúng ta biết lục đông lúc này cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm vũ giả song hệ lục gia chưa từng xuất hiện qua đúng vậy tam tẩu thiếu hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ sao có thể không nói cho chúng ta biết lục tây lúc này cũng kinh ngạc không thôi hiện tại mọi người không phải cũng biết sao triệu tuệ mỉm cười ánh mắt hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào lục thiếu du vài lần lục gia chúng ta thật sự xuất hiện một thiên tài rồi nếu phụ thân biết chắc chắn sẽ rất cao hứng lục nam nói ra thật đúng là vũ giả song hệ a à. Lục thiếu dù hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng là không có giật mình, chính mình chính là toàn hệ vũ giả, chuyện này nhìn qua cũng chẳng có gì cả. Tiếp theo, lúc này trưởng lão áo xám thu liếm kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói. chương 50, bỗng nhiên nổi tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục mị nghiêm mặt, nhàn nhạt đi ra phía trước, dáng người uyển chuyển. Toàn thân lung linh, lộ ra đường cong hấp dẫn trẻ trung, cũng làm cho không ít nam nhân bỏng mắt, nhưng mà tại lục gia ai cũng biết lục mị ánh mắt cực cao, có thể tới gần nàng không có mấy người. Lục thiếu du nhìn qua, có lẽ lục mị vẫn còn là vũ đồ, thiên phú không tồi, nhưng so với lục thiếu hùng cùng lục thiếu hổ thì kém hơn một chút. Lục mị đặt bàn tay trắng như ngọc lên thủy tinh cầu, lập tức sau trên thủy tinh cầu bắn ra lam sắc quang mang. Lục mị, thủy hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão áo xanh nói ra, lục mị đứa nhỏ này, thiên phú cũng không tệ, trên khán đài, lục đông tán thưởng không ngớt, Thiên phú này trong những người trẻ tuổi kiểm tra qua cũng có thể bài danh top 5. Mà Lục Mỹ lúc này dường như cũng không hài lòng về mình, thần sắc trầm trọng, chủ yếu là bởi vì Lục Thiếu Hổ cùng Chu Hải Minh đã đoạt đi hào quang của nàng. Một người cuối cùng, Lục Thiếu Du, lên đây đi. Trưởng lão Lục Gia nói ra, nhìn qua Lục Thiếu Du, trong thần sắc có chút nghi hoặc, về phần Lục Thiếu Du, trong cả Lục Gia người nhận ra cũng không ít. Lục Thiếu Du không có do dự, nhẹ nhàng tiến lên, hắn dù gì cũng là người hai đời trước mặt thiếu niên thiếu nữ cũng không có khẩn trương. Hừ, trên khán đài, triệu tuệ hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có phản ứng nào khác. Thiếu du một người có thể tu luyện tới vũ sĩ, thiên phú này không tệ. Lục Tây nói ra, không có người chỉ đạo, có thể mạnh tới đâu. Lục Nam nói nhỏ một tiếng, tiểu bạch A, người nói thiếu du thiên phú như thế nào. Bên ngoài, La Lan Thị khẩn trương đứng trong đám người, nhi tử có thể tham gia tế tổ, lúc này còn được tham gia kiểm tra và đọ sức. La là Lan Thị đã rất vui vẻ, nhưng lúc này cũng khẩn trương không biết thiên phú nhi tử như thế nào. Phu nhân cứ yên tâm đi, công tử nhất định không có vấn đề. Lục Tiểu Bạch nói ra, hắn có thể trở thành vũ giả đều là nhờ công tử hỗ trợ đấy, công tử tự nhiên càng không cần phải nói. Vậy sao, La là Lan Thị siết chặt hai tay, thần sắc vẫn khẩn trương không thôi. Rót chân khí vào, trong đầu không nghĩ cái gì, điều động thuộc tính trong thân thể. Trưởng lão lục gia nhắc nhở lục thiếu du, nhắc tay phải lên, Lục Thiếu Du đặt lên thủy tinh cầu, lập tức bình tâm tĩnh khí, chậm rãi rót chân khí vào, dẫn động thuộc tính trong cơ thể, đối với Lục Thiếu Du mà nói đây là chuyện dễ dàng. Lập tức năm màu thanh, hồng, hoàng, bạch, lam quay chung quanh bên người Lục Thiếu Du, dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, năm loại hào quang hình thành vòng xoáy nho nhỏ, không gian bắt đầu chấn động. Đây là, nhìn thấy một màn này, trên khán đài mấy trưởng lão Lục gia Lục Đông, Lục Tây cũng biến sắc. Tiểu tử, người khiêm tốn một chút, Toàn hệ vũ giả không nên để lộ ra ánh sáng hiện giờ. Lúc này giọng của Nam Thúc vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Con quên, Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, cũng không muốn biểu hiện, nhưng mà nhất thời quên mà thôi, lập tức vội vàng khống chế thuộc tính của mình." Xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện thủy tinh cầu giống như máy móc hấp thu thuộc tính của mình, cho nên muốn bỏ thuộc tính khác cũng khó khăn. "Thu cho ta." Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, hắn khống chế thuộc tính rất là thành thạo lập tức vội vàng thu hồi thuộc tính, nhưng mà trong lòng vội vàng cũng chỉ thu được hai chủng thuộc tính. năm hào quang quanh người giảm đi hai loại, còn có ba loại sáng bóng quanh quần, mà lúc này trên thủy tinh cầu cũng xuất hiện ba loại ánh sáng vô cùng chói mắt, một màu vàng, một màu trắng, một màu đỏ. Trời à, tên trưởng lão áo xám kinh hãi lui ra sau hai bước, trong mắt kinh hãi nhìn chầm chầm vào lục thiếu du, ngực phập phồng rất mạnh, dường như đang thở gấp. Mà lúc này lục vô song ở cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc nàng dường như xem hiểu hàm nghĩa của ba loại hào quang này lục thiếu du rút tay phải về lúc đầu không chú ý suýt nữa bộc lộ toàn hệ thuộc tính của mình lục thiếu du thổ hệ hỏa hệ phong hệ vũ sĩ tam hệ vũ sĩ tam trọng trưởng lão áo bảo sám nhìn qua lục thiếu du lập tức nhìn chằm chằm vào đám người lục đông trên khán đài nói thiên phú đỉnh cấp trời ạ à, dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài lục thiếu du dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ Tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào lục thiếu du. Giờ phút này không ai còn hoài nghi lục thiếu du là đồ củi mục nữa. Nếu vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp cũng là củi mục, vậy bọn họ chính là phế vật, rác rưởi. Phu nhân, công tử là vũ giả tam hệ, thật tốt, công tử thật là lợi hại. Lục tiểu bạch nhảy dựng lên, so với bản thân mình là vũ giả tam hệ còn hưng phấn hơn nhiều. Vũ giả tam hệ, đứa nhỏ này, la lan thị ở trong lục gia lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ vũ giả tam hệ đại biểu cái gì, lúc này kích động nước mắt chảy ra, giờ phút này những ủy khuất trước kia cũng không còn, tất cả đều đáng giá. Lục Đông, Lục Tây và mấy trưởng lão Lục gia còn lại trên khán đài đứng lên, ánh mắt kinh ngạc và không dám tin nhìn qua Lục Thiếu Du, nhưng vừa vặn bọn họ cũng nhìn thấy, tất cả không phải là giả. Vũ giả tam hệ, vũ giả tam hệ trong truyền thuyết, Lục gia ta không ngờ xuất hiện vũ giả tam hệ. Lục Đông kinh ngạc không hiểu, nhưng trên mặt đầy hưng phấn cười ha hả, vũ giả song hệ đã là thiên tài, vũ giả tam hệ chính là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa không phải vũ giả song hệ có thể so sánh. Nếu lúc này có đại gia tộc biết rõ lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới xem, vũ giả tam hệ A, thật sự còn thưa thất hơn phượng mau lân giác, đây chỉ là vũ giả xuất hiện trong truyền. Thuyết, mà lúc này chỉ có sắc mặt triệu tuệ cực kỳ khó nhìn, nếu nói lục thiếu hổ bộc lộ vũ giả song hệ làm cho tâm tình của nàng đắc ý như lên thiên đường, như vậy lúc lục thiếu du là vũ giả tam hệ chính là lúc tâm tình của nàng rơi xuống địa ngục. Những người vây xem vô cùng xôn xao, dường như mọi người đã hoàn toàn quên đi lục thiếu hổ có thiên phú vũ giả song hệ, danh tiếng vũ giả tam hệ có thể nói hoàn toàn áp đảo vũ giả song hệ. Vũ giả song hệ là thiên tài, là tồn tại phượng mau lân giác, nhưng mà trong mắt vũ giả tam hệ thì cái gì cũng không phải. La Lan, không, La Phu Nhân, người đúng là tốt số, thiếu du không ngờ là vũ giả tam hệ. La Phu Nhân, Người cuối cùng đúng là khổ tận cam lai, về sau có phúc hưởng. Lúc này trong đám người vây xem cũng có không ít người vây quanh la lan thị, không ngừng nịnh nọt ton hót. Vũ giả tam hệ có gì ghê gớm đâu a? À? Lục thiếu du nhìn qua phản ứng của mọi người, khe khẽ thở dài, chính mình vội vàng nên chỉ kịp thu hai loại thuộc tính, chính mình trên thực tế thế chính là vũ giả toàn hệ, tam hệ cũng chưa tính là cái gì. mươi 51, Lục Vân đấu lục thiếu hổ. Chuyện được thực hiện bởi com Thiếu du ca, người thật là lợi hại a à, không ngờ lại là vũ giả tam hệ. Lục Nghị đến bên người Lục Thiếu Du, vốn nàng vẫn đang nhìn Lục Thiếu Hổ, lúc này hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Toàn thân Lục Thiếu Du run lên, cô gái nhỏ này đúng là khó lường, quả thực chính là máy phát điện. Vũ giả tam hệ, có thể chống lại yêu nữ trong vân dương tông rồi, nhưng mà trên thực lực Thiếu Du còn kém quá nhiều. Lục vô song nhìn qua Lục Thiếu Du, vũ giả tam hệ hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng. Mọi người yên lặng một chút, thực lực đến cấp độ vũ sĩ, hiện tại chuẩn bị đỏ sức. Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh, Lục Vân, Lục Thiếu Du, bốn người các ngươi chuẩn bị, người khác lui ra. Trưởng lão áo bào xám nhìn thấy đám đệ tử Lục gia vây lại thì quát lên. Cả đám đệ tử Lục gia đưa mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du, không có người nào lại dám khinh thị, nghe trưởng lão áo xám nói thế thì tản ra, trong chàng chỉ còn lại Lục Vân, Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du bốn người ở giữa sân, cũng chỉ có bốn người bọn họ là có thực lực vũ sĩ. Lục thiếu du cảm giác thực lực của ba người, lục thiếu hổ thổ hệ, mộc hệ song hệ vô sĩ tam trọng, chu hải minh chính là thổ hệ vô sĩ thất trọng, lục vân chính là thủy hệ vô sĩ nhị trọng, tăng thêm chính mình, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là chu hải minh, thực lực tương đối yếu nhược chính là lục vân. Bốn người các người rút tham đi, một người đấu một, hai người chiến thắng cuối cùng thay lục ra đấu với các đại gia tộc trong trấn thanh vân, tranh giành danh ngạch tiến vào vân dương tông, ai rút số bốn sẽ đấu với số một, số hai sẽ đấu với số ba toàn bằng vận khí. Trưởng lão áo xám nói xong lui ra, trong tay cầm cái hộp có bốn cây thăm. Lục thiếu hổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua lục thiếu du, không chút do dự thò tay rút một đầu thăm, lập tức Chu Hải Minh cùng lục vân hai người cũng cầm một đầu thăm. Trong lòng lục thiếu du đã sớm có tính toán, nam thúc bảo mình đi vào. Vân Dương Tông, vậy mình phải là một trong hai người thắng trận, nhưng nếu gặp gỡ Chu Hải Minh, như vậy hơi phiền phức, Chu Hải Minh chính là thổ hệ vô sĩ thất trọng, mình mới là vô sĩ tam trọng, kém 4 cấp độ là khoảng cách khá lớn, tuyệt đối khó đối phó. Chính mình nếu đụng lục thiếu hổ cùng lục vân bất cứ ai trong hai người đều không phải vấn đề lớn, lục thiếu du thò tay cầm cây thăm cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết số 3. Hiện tại, số 1 sẽ đấu với số 4, người thắng lại có thể thay thế lục gia tham gia đọ sức giành danh ngạch vân dương tông, đồng thời đạt được 2.000 kim tệ và một viên đan dược nhị phẩm, thua cũng có thể có được đan dược nhị phẩm, nhớ kỹ đọ sức không được hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách, nhốt vào mật thất lục ra diện bích. Trưởng lão áo xám nhìn qua bốn người nói ra, lão giả áo xám nói xong, chỉ thấy lục vân cùng lục thiếu hổ hai người đi lên bệ đá phía trước, mà còn lại lục thiếu du cùng chu Hải Minh hai người mà thôi. Vận khí đúng là quá kém, không ngờ lại gặp chu Hải Minh. Thần sắc lục thiếu du hơi biến đổi, trong ba người, khó đối phó nhất chính là chu Hải Minh. Hai người các người có thể bắt đầu, lục thiếu hổ cùng lục vân hai người tiến lên, lão giả áo xám nói ra. Ta sẽ không khách khí. Lục thiếu hổ nói một tiếng, chân khí quanh quẩn bên thân, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, giống như bên ngoài cơ thể hình thành hào quang. Đến đây đi thiếu hổ thiếu ra, Lục Vân nhàn nhạt, nhạt nói ra, quanh người cũng có chân khí chấn động, trước người hình thành hào quang lam nhạt sáng bóng. Lục thiếu du nhìn chằm chằm vào Lục Vân, Lục Vân chính là đệ tử chi thứ Lục gia, khi còn nhỏ hắn chỉ nhìn thấy một hai lần, thật không ngờ, con gái 18 biển đổi thật nhiều. Lúc này Lục Vân mặc bộ váy tơ đỏ thấm cổ áo mở hơi thấp, có thể nhìn thấy bộ ngực nhỏ như ẩn như hiện và đường cong mê người, dung mạo như hoa sen, lông mày như liếu, da thịt như tuyết, mái tóc dài đen nhánh, là một tiểu mỹ nhân, bờ môi đỏ tươi nhếch lên, so với lục mị là phong cách khác biệt, nhưng lục vân lúc này cho thấy vài phần điềm đạm nho nhã, không có hấp dẫn người như lục mị. Vậy người chú ý, thân sắc trong mắt lục thiếu hổ thu liếm, chân khí ngoài cơ thể chấn động, hai người tranh đoạt danh ngạch, thắng có thể bắt được danh ngạch đi vân dương tông, tự nhiên sẽ không khách khí hai người tại lục gia cũng có chút danh khí, đặc biệt là lục thiếu hổ, danh khí càng lớn, lập tức không ít người hầu và đệ tử hô to cổ vũ. Lục thiếu dù đánh giá hai người, lục thiếu hổ chính là vũ giả song hệ, một thuộc tính hiếm thấy cùng thổ thuộc tính, hai thuộc tính này tương sinh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên như hổ thêm cánh, từ cấp độ thực lực, lục thiếu hổ chính là vũ giả song hệ, nếu so với lục vân còn muốn mạnh hơn một ít, xem ra lục vân không may rồi. Ngay lúc lục thiếu dù đang phân thần, Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân hai người đã giao thủ với nhau, hai người phất tay, Lục Vân đã hóa thành thân ảnh màu lam, dường như biết rõ mình liều mạng sẽ không chiếm được tiện nghi, chỉ có dựa vào tìm cơ hội chiến thắng. Mà Lục Thiếu Hổ thì nhẹ nhóm hơn nhiều, biết thực lực mình mạnh cho nên lấy tĩnh chế động, hai người ngẫu nhiên giao thủ một lần, cũng không ai làm gì được hai, hai người đều lựa chọn pháp môn công kích chuẩn xác, làm cho một đám trưởng lão lục ra và đám người lục đông gật đầu mỉm cười. Ngược lại dưới đài không ít người thét to trợ uy không ngừng hội tụ với nhau quanh quẩn diễn võ trường, làm cho hào khí diễn võ trường vô cùng náo nhiệt, ngay cả lục thiếu du cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vài. Phần, chính mình hôm nay cũng có ngày chính diện đối mặt đối thủ. Lục thiếu du nhìn vào hai người đang đấu, nhìn qua mỗi chiều mỗi thức của hai người, nam thúc ngay từ đầu đã từng nói qua, trong đối chiến phải nhớ kỹ đừng nhìn đối thủ là kẻ yếu thì khinh thị, chỉ cần ra tay thì sẽ có nhược điểm, trên thế giới này không có vũ khí hoàn mỹ không sơ hở, dưới tình huống thực lực không hơn kém nhiều, tìm được nhược điểm của đối thủ là thắng hơn phân nửa. Lục vân không ổn a. À. Lục thiếu du thầm nghĩ trong lòng, tuy Lục vân mượn tốc độ linh mẫn tìm cơ hội, thế nhưng mà cũng tiêu hao không ít chân khí, mà Lục thiếu hổ vẫn không di động chút nào cả, ngẫu nhiên giao thủ một hai chiêu cũng là dựa vào đặc thù của vũ giả thổ hệ, mang tất cả lực công kích rót vào mặt đất, phương pháp này nhìn không cao minh, nhưng lại rất hữu hiệu. Lục thiếu hổ còn có chút tâm cơ. Lục thiếu du nhẹ nhàng nói thầm, mà lúc này Lục vân cũng cảm nhận được điểm này dường như càng di động thì mình càng bất lợi, sắc mặt đã biến đổi, dù sao nàng còn trẻ nên không nhịn được, quát một tiếng, cũng không biết thi triển vũ kỹ gì, chỉ thấy thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh người cuồng bạo quét mạnh ra. chương 52, Lục Thiếu Du Đấu Chu Hải Minh Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trên người Lục Vân tỏa ra ánh sáng quanh quẩn, chân khí lập tức hóa thành sóng nước ngập trời, ẩm ẩm bao phủ Lục Thiếu Hổ. Đại địa thổ thuẫn, Lục Thiếu Hổ hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh. Người hình thành thổ thuẫn kỳ dị, sóng nước chung quanh không cách nào vượt qua, sóng nước cao một phần thì thổ thuẫn cao một phần. Mộc chi đằng, trong thổ thuẫn lập tức xuất hiện hơn 10 đầu thanh đằng bằng ngón tay cái, tốc độ cực nhanh, lập tức xuyên qua sóng nước tấn công lục vân. Sắc mặt lục vân đại biến, thân thể mềm mại lập tức lùi nhanh lại, thủ ấn biến hóa, mấy đạo thủy tiễn bắn thẳng ra. Thủy tiễn bắn ra đụng vào thanh đằng, thanh đằng lập tức uể oải vài phần, nhưng mà mấy thanh đằng khác bao vây người Lục Vân, cuốn lấy Lục Vân cực kỳ chặt chẽ, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Lục Vân tỷ đắc tội, Lục Thiếu Hổ nói nhỏ, trong thần sắc mang theo ngạo nghế, tất cả biến mất, hất trường bào hoa lệ đi xuống. Vũ giả song hệ, hai chủng vũ khí hoàn toàn bất đồng phối hợp với nhau, uy lực đại tăng, làm cho đối thủ cũng khó lòng phòng bị. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, Lục Thiếu Hổ này đúng là có chút bổn sự, Lục Thiếu Hổ có thổ hệ vũ khí, lại có mộc hệ vũ khí, đáng tiếc chính mình chỉ có thổ hệ vũ kỹ khai sơn trường thân là vũ giả toàn hệ lại không có vũ kỹ nào khác chuyện này làm cho lục thiếu du cảm thấy nội tâm phiền muộn chính mình cũng từng hỏi qua nam thúc muốn vũ kỹ thuộc tính khác nam thúc bảo hắn tự tìm còn nói lúc này còn không phải thời điểm tìm hiểu nhiều vũ kỹ khác tạp mà không tin, tất cả đều là nói nhảm không dùng được gì lục thiếu hổ chiến thắng lục vân bị thua trưởng lão áo xám lớn tiếng tuyên bố kết quả này với hắn mà nói không có gì ngoài ý muốn lúc này lục thiếu hổ chiến thắng khiến người ủng hộ lục thiếu hổ hết to như sóng to gió lớn không ít nha hoàn tỏa ra ánh mắt mê trai trên khán đài triệu tuệ thần sắc vốn âm trầm lại mỉm cười trưởng lão áo xám lục gai trên vũ đài tuyên bố lục thiếu hổ thắng lợi tâm tình hoàn toàn bất đồng nhìn qua hai người rời đi ánh mắt mọi người nhìn qua lục thiếu du và chu hải minh chu hải minh lục thiếu du hai người các ngươi lên đây đi trưởng lão áo xám nói ra chu hải minh khẽ cười một tiếng thả người nhảy lên bệ đá gọn gàng lập tức làm cho không ít thiếu nữ hoan hô lục thiếu du không nhanh không chậm đi lên hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi lên bệ đá tỉ thí không phải diễn tạp ký không phải nhảy đẹp thì thắng thiếu du đứa nhỏ này đầy trầm ổn tính cách tôi luyện không tệ a à, về sau đi được rất xa nhìn thấy thần thái của lục thiếu du lục đông nói nhỏ lục nam cùng chu lập hưng ngồi bên cạnh đang cao hứng nghe được lục đông nói thế thì sắc mặt không tự nhiên lục thiếu du đi lên bệ đá lục thiếu du đang suy nghĩ đối phương mạnh hơn mình không ít chính mình trừ thắng do đánh bất ngờ ra cơ hội khác quả thực quá xa vời về phần vũ kỹ mình cũng không có gì ngoài khai sơn trường lục thiếu du hừ vũ giả tam hệ thì thế nào ta sẽ cho ngươi biết hậu quả chọc ta là thế nào chu hải minh nhìn chằm chằm vào lục thiếu du thần thái trong mắt không phân rõ là đố kỵ hay ghen ghét hoặc là đối với lục thiếu du mà nói hắn có cả hai loại tâm tình này hoàn toàn chính là hâm mộ ghen ghét đang muốn tìm cơ hội giáo huấn lục thiếu du một trận lục thiếu du căn bản cũng không có nhìn chu hải minh chính mình không có hứng thú cãi cọ như đàn bà tranh chua nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan nào cả chính mình lần đầu tiên đối mặt kẻ địch mà đối thủ còn là kẻ mạnh hơn mình không ít mình đã lâm vào hoàn cảnh xấu không cẩn thận là không được các ngươi có thể ra tay nhớ kỹ không được hạ sát thủ nếu không hủy bỏ tư cách trưởng lão lục ra nhìn tràng diện chung quanh cuối cùng cất cao giọng nói khi trưởng lão nói xong, cả vũ trường huyên náo yên tĩnh lại, lập tức không ít ánh mắt nhìn lên người lục thiếu du, nhưng trong những ánh mắt kia hiếu kỳ chiếm hơn phân nửa. Lục vô song, la lan thị, lục tiểu bạch thì khẩn trương, đám người lục đông trên khán đài cũng quan sát kỹ trận này. Công tử, người ngàn vạn phải thắng A, đây chính là vấn đề mặt mũi. Lục tiểu bạch nắm chặt hai tay, cắn răng, trong nội tâm nói. Lục thiếu du, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Sắc mặt Chu Hải Minh trầm xuống, chân khí quanh quẩn bên người thủ ấn mang theo hào quang màu vàng đất đánh thẳng vào lồng ngực lục thiếu du ra tay vừa nhanh vừa hung ác hoàn toàn không có chút khách khí nào cả cảm thụ được chân khí hùng hồn trên người chu hải minh thân sắc lục thiếu du trầm xuống thả người nhảy lên được nam thúc huấn luyện nên tốc độ phản ứng của hắn không kém chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết chạy hay sao nhìn thấy lục thiếu du thả người tránh đi chu hải minh lạnh nhạt nói một tiếng hắn nói xong một khí tức cường hoành bộc phát trên người của hắn cuối cùng hóa thành một đám hào quang màu vàng nhạt, thân hình bao phủ trong đó, tốc độ nhanh hơn không ít, một trường đuổi theo lục. Thiếu du không bỏ, nội tâm lục thiếu du vô cùng yên tĩnh, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân hình nhanh nhẹn, không có ngạnh kháng với đối thủ, thực lực của chính mình trực tiếp ngạnh kháng cũng không chiếm được tiện nghi gì, trên vũ kỹ chỉ có khai sơn trưởng mà thôi, tuyệt đối là chịu thiệt. Phanh, một trường của Chu Hải Minh đánh vào sau lưng lục thiếu du, lực lượng cường hãn bổ bệ đá xuất hiện hố sâu, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay tứ phía. Tốc độ hai người cực nhanh, người vây xem chung quanh chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua xuyên lợi trên bệ đá, lực lượng cường hãn xé rách không khí, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. La Lan thì ở bên ngoài nội tâm vô cùng khẩn trương, hai mắt không nháy cái nào nhìn chằm chằm vào bệ đá, sợ lục thiếu du xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu tử, có bản lĩnh đứng lại, Chu Hải Minh giận dữ nói, đến đây, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên, lục thiếu du cố ý cười lạnh, đứng ở phía trước nói ra, Lục Thiếu Du hiện tại đã cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Nam Thúc, tốc độ phản ứng của mình hiện giờ còn mạnh hơn Chu Hải Minh rất nhiều, từ điểm này hắn đã chiếm ưu thế. Hừ, ta cho ngươi đẹp mắt, Chu Hải Minh hét lớn một tiếng, đánh ra một trường tới trước. Ngươi quá chậm, Lục Thiếu Du cười khẽ, cố ý chọc giận Chu Hải Minh, thân ảnh lập tức lướt qua, không có ngại kháng. Tiếng vang bén nhọn xé rách không khí, lập tức rơi vào vị trí Lục Thiếu Du vừa mới đúng, trường ấn không tiếp xúc đến mặt đất, khí kình lăng lệ đã làm bệ đá nứt ra, lục thiếu du ở phía xa nhìn thấy mà kinh ngạc, lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử thật linh hoạt, ổn trọng không mất cơ linh, tốt lắm. Lục đông khen, chỉ biết chạy, chẳng lẽ cũng xem là được sao, thật sự là ném mặt mũi lục ra. Lục nam tức giận nói ra, chương 53, thắng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhị tỷ, lời này không thể nói như vậy, thực lực hải minh không tệ, nhưng lại hơi hung ác, Đối với người trong gia tộc lại ra tay không lưu tình, nếu phụ thân biết được, trong lòng cũng mất hứng. Lục Tây nhàn nhạt, nhạt nói ra, ai cũng nhìn ra, lúc này Chu Hải Minh ra tay với Lục Thiếu Du hoàn toàn không chút khách khí. Trong cuộc đọ sức này, nếu hoàn toàn nhường mà nói thì cần gì đọ sức. Sắc mặt Lục Nam run rẩy một ít, lập tức không dám nói thêm cái gì. Trên bệ đá bóng người qua lại, chân khí giao thoa, từng đạo chân khí màu vàng ngẫu nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay Chu Hải Minh, cuối cùng trực tiếp đánh vào mặt đất trên bệ đá bị đánh ra không ít hố sâu và khe hở. Lục vô song nhíu mày, cũng nhìn ra thực lực lục thiếu du kém hơn Chu Hải Minh không ít, cách xa nhau tứ trọng, thực lực này cách biệt không nhỏ. Đừng chạy, theo thời gian trôi qua, Chu Hải Minh càng đánh càng sao động, hắn vẫn không đuổi kịp lục thiếu du, cũng chỉ có bất đắc dĩ hét lên. Có bản lĩnh thì đuổi theo đi, tốc độ của ngươi chậm như rùa đen vậy. Lục thiếu du quay đầu lại cười nói, ha ha, lập tức ở chung quanh có không ít người vây xem cười rộ lên. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Chu Hải Minh làm sao mà nhịn được, lập tức giận dữ, thủ ấn trong tay biến ảo, chân khí quanh người tuôn ra. Rốt cuộc phải dùng toàn lực sao? Sắc mặt Lục thiếu dù trầm xuống không dấu vết, hắn vẫn đang chọc giận Chu Hải Minh, chính mình chỉ có tìm cơ hội mới có thể chiến thắng, hơn nữa còn phải một kích tắt chúng mới được. Xuyên Sơn trưởng, Chu Hải Minh quát một tiếng, từng đạo trường ấn và chân khí màu vàng hội tụ lại, ngay tại lúc đó sắc mặt của hắn tái đi vài phần cuối cùng hơn 10 đạo trưởng ấn phong tỏa cả phiến không gian này, cổ tay run lên, hơn 10 đạo trưởng ẩn lướt qua, khí thức cường hãn vạch phá không khí, mang theo các bụi đá vụn bay theo gió. Vũ kỹ tinh cấp, lục thiếu du nghĩ thầm trong lòng, chu Hải Minh thi triển xuyên sơn trưởng không ngờ đạt tới vũ kỹ tinh cấp. Hơn 10 đạo trưởng ấn phong tỏa không gian, tiếng xé gió vang vọng, thần sắc chu Hải Minh cười lạnh, hơn 10 đạo trưởng ấn đánh thẳng vào lục thiếu du. Đến đây đi, giờ này phút này, trong mắt lục thiếu du mang theo ý cười, thân hình không lùi mà tiến tới chân khí vẫn bị áp chế trong cơ thể lúc này lao ra ngoài như hồng thủy lập tức trên người có áo giáp màu vàng nhạt như lân phiến hiện ra thân hình của hắn xuất hiện tàn ảnh tốc độ tăng vọt như thiểm điện tiến tới trước chu hải minh hiện tại đầy kinh ngạc nhìn thấy biến hóa quanh người lục thiếu du thì kinh ngạc không hiểu mà thân ảnh lục thiếu du cùng với vẻ mặt kinh ngạc của chu hải minh giao thoa nhau giao thoa trong chốc lát thủ ấn trong tay lục thiếu du không ngừng kết xuấn một trường ấn màu vàng ngưng tụ thành hình trưởng ấn đánh thẳng vào bụng Chu Hải Minh. Mắt thường có thể thấy được một trưởng của Lục Thiếu Du đã đánh tan trưởng ấn của Chu Hải Minh, hào quang màu vàng trên người hắn xuất hiện khe nứt, sau đó lập tức đánh vào bụng hắn. Mà vào lúc này, trên người Lục Thiếu Du trúng thương, bả vai và lồng ngực ăn hai trưởng của Chu Hải Minh, thân thể lui ra sau 10 bước, vai trái và lồng ngực đã bắt đầu chết lặng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, đau nhức truyền ra khắp toàn thân. Phốc phốc, Lục Thiếu Du không cách nào nhịn được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng ngòn ngọt, ngọt, trong nội tâm không dễ chịu chút nào. Vũ giả tam hệ, thực lực kém tứ trọng, cuối cùng vẫn thua. Một ít người đã bắt đầu thầm than đáng tiếc, đều tiếc hận thay cho lục thiếu du, còn có chút xem náo nhiệt trong đó. Phanh, trong cùng một thời gian, thân ảnh Chu Hải Minh đột nhiên bị đánh bay, hắn bay ra sau vài chục thước, thân thể nện và đá, máu tươi phun ra vùng vãi trên đất. A, à, hét thảm một tiếng, Chu Hải Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng lên được. Vậy mà thắng, Lục Thiếu Du thắng, mọi người phục hồi tinh thần lại, lúc này mới xem rõ ràng, Lục Thiếu Du bị thương nhưng mà thương thế của Chu Hải Minh càng nghiêm trọng hơn, trận này rõ ràng chính là Lục Thiếu Du thắng. Hải Minh, Lục Nam cùng Chu Lập Hưng lúc này rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, từ trên khán đài lao xuống, đến bên người Chu Hải Minh. Tiểu tử, người ra tay đúng là hung ác mà, Lục Nam nâng Chu Hải Minh dậy, trên mặt tràn ngập oán hận nghiêm trọng, nhưng lại quên Chu Hải Minh chưa từng nương tay với Lục Thiếu Du. Cũng học các ngươi thôi, đối với nhị cô trong lòng lục thiếu du hiểu rõ không cần phải khách khí nhị cô vẫn là do chu hải minh ra tay không lưu tình chẳng lẽ ngươi không thấy sao lục vô song nhanh chóng đến bên cạnh lục thiếu du trận này lục thiếu du thắng trưởng lão áo xám nhìn thấy lục thiếu du thắng trong lúc nhất thời kinh ngạc sau đó phục hồi tinh thần lại lập tức lớn tiếng nói đấu tranh trong lục gia hoàn toàn không quan hệ lớn gì tới hắn cả trong lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ xuất sắc tăng thêm hắn vốn xem trọng lục thiếu du lúc này trong nội tâm tự nhiên đặc biệt cao hứng thì ra thiếu du thiếu gia mới là lợi hại nhất ta vẫn không có phát hiện đấy kỳ thật thiếu du thiếu gia mới là anh tuấn nhất người xem ánh mắt kia thực mê người một đám nha hoàn cùng tiểu cô nương chi thứ lục gia không ngừng hoan hô lên lập tức không ít người hầu cũng hét to lục vân vừa rồi thua trong tay lục thiếu hổ cũng đưa mắt dò xét lục thiếu du thiếu du ca người thật sự là lợi hại a à, vừa rồi là vũ kỹ gì thế mạnh thật Lục Mị cũng không mất thời cơ tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão nhị, mang Hải Minh đi xuống chữa thương đi. Lục Đông lúc này cũng đến bệ đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, vũ sĩ tam trọng một chiêu đánh bại vũ sĩ thất trọng, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Còn nữa, Lục Thiếu Du vừa thi triển vũ kỹ áo giáp và vũ kỹ trưởng pháp cũng không phải của Lục gia, đặc biệt là vũ kỹ phòng ngự, hắn không nhìn rõ cấp độ. Hừ, Lục Nam, Chu Lập Hưng tức giận mang theo Chu Hải Minh rời khỏi bệ đá vô song, người mang thiếu du xuống nghỉ ngơi một chút, đây là một viên quy chân đan, cho thiếu du ăn vào chữa thương đi. Lục đông giao cho lục vô song một viên đan dược, thiếu du, chúng ta đi thôi. Lục vô song nhìn lục thiếu du nói ra, lập tức vịn lục thiếu du đi xuống. Kỳ thật thương thế của lục thiếu du cũng không nặng, cũng không tới mức cần người vịn, nhưng mà lục vô song đỡ hắn thì hắn cũng không cự tuyệt. Thiếu du ca, người không sao chứ, tổn thương có nặng hay không? Lục mị nhanh chóng qua bên khác nâng cánh tay Lục Thiếu Du, hai nữ một trái một phải nâng Lục Thiếu Du đi, hai hương thơm xông vào mũi, mùi thơm thiếu nữ còn quanh quẩn bên người Lục Thiếu Du. Chương 54, hai tử không may. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cộng thêm thân thể hai nữ vặn vẹo bên thân, cả hai thanh nhã và xinh đẹp, một vũ mị hấp dẫn, còn một là vư vật, Lục Thiếu Du mặc kệ kiếp trước hai kiếp này đều là nam nhân bình thường, đang tuổi dương cương, đã bị cảnh này làm phản ứng, đây chẳng khác gì hấp dẫn song phi A. Công tử, tốt rồi, thương thế của người có nặng hay không? Lục thiếu du đi xuống bệ đá, lục tiểu bạch đã xông lên. Không sao, lục thiếu du nói xong, nếu như nói mình tổn thương nhẹ, hai nữ không nâng mình nữa thì sao bây giờ? Trong lòng vẫn còn muốn chiếm chút tiện nghi đấy. Để ta xem, lục tiểu bạch lập tức bối rối, nhìn lục vô song nói. Vô song tiểu thư, ta sẽ phóng công tử trở về. Được rồi, người cẩn thận một chút, lục vô song và lục mị hai nữ giao lục thiếu du cho lục tiểu bạch. Công tử, ta có người trở về, lục tiểu bạch sung phong nhận việc nói ra, được rồi, ta có thể tự mình đi, lục thiếu du chừng lục tiểu bạch, chuyện tốt bị tên xui xẻo này phá hư, hắn định đạp cho thằng này vài cước. Thiếu du, con sao rồi, bị thương nặng không? La Lan Thị vô cùng lo lắng tới bên cạnh lục thiếu du, nhìn lục thiếu du bị thương mà tâm thương yêu không dứt. Mẫu thân, con không sao, người yên tâm được rồi. Lục thiếu du nói ra, chút thương thế này căn bản không ngại. Lập tức mọi người quay về đình viện tại hậu viện, lục mị lần đầu tiên đi vào đình viện này, nhìn thấy hậu viện còn có chút không quen, nàng cũng chưa từng tới hậu viện. Thiếu du, quy chân đan này để ăn vào chữa thương đi, đây chính là hai ngàn kim tệ và đề khí đan, là đệ thắng được, cầm đi. Lục vô song giao cho lục thiếu du hai viên đan dược một xanh một trắng, đan dược màu trắng chính là lục đông giao cho lục vô song. Còn ngọc tạp màu vàng. Lục Thiếu Du không xa lạ gì, đây chính là ngọc tinh tệ thông dụng trên linh vũ đại lục, bên trong có bao nhiêu kim tệ cứ đặt vào bên trong, không cần mang theo nhiều kim tệ trên người. Hai 000 kim tệ, Lục Thiếu Du cũng không khách khí, hắn bây giờ đang thiếu kim tệ A, à, bản thân mình đang thiếu nợ đấy, hai 000 kim tệ này vẫn chưa tới một phần tư, nhưng mà cũng không ít, quy chân đan, đan dược chữa thương nhị phẩm, giá trị 300 kim tệ một viên. Lục Thiếu Du nhìn qua quy chân đan mà đại bá Lục Đông giao cho, xem như không tệ, còn có đề khí đan nữa, cũng là đan dược nhị phẩm, đề khí đan có công hiệu phục hồi chân khí, nhưng mà so với tăng nguyên đan còn kém hơn một chút, mà tăng nguyên đan còn có công hiệu tăng chân khí, đề khí đan thì không có công dụng này. Có thương thế trên người, lục thiếu du trở lại đình viện thì đi vào trong gian phòng chữa thương, khoanh chân ngồi trên giường, trong tay móc một viên quy chân đan ra, há miệng ăn vào. Đan dược vào miệng thì hóa thành năng lượng rót vào tứ chi bách hài, lục thiếu du vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu điều tức. Sau một lát, quanh người hắn sáng ngời, lộ ra khí chất huyền ảo khó dò, trong người Lục Thiếu Du thương thế đang từ từ khôi phục, vốn dựa vào âm dương linh vũ quyết, Lục Thiếu Du cảm thấy khôi phục thương thế là vấn đề không quá lớn, nhưng mà tu luyện âm dương linh vũ quyết vô cùng chậm, nhưng mà hiệu quả khôi phục thương thế chân khí thì nhanh kinh người. Cộng thêm phục dụng quy chân đan, Lục Thiếu Du cảm giác thương thế của mình không quá nặng, càng khôi phục nhanh hơn, trên người thoải mái nói không nên lời. Màn đêm hàng lâm, bên ngoài thạch thất trong mật thất lục ra, Lục Đông cung kính đứng bên ngoài. Hiện tại kết quả thế nào, có thế hệ thiên phú không tồi không? Trong thạch thất có giọng nói giả nua trầm thấp truyền ra. Lúc này Lục gia có không ít thế hệ thiên phú tốt, nhà đầu Lục Mỹ đã là thủy hệ vũ đổ bát trọng, Chu Hải Minh là thổ hệ vũ sĩ thất trọng, nhà đầu Lục Vân càng khiến người ta ngoài ý muốn, đã là thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, làm người ta ngoài ý muốn nhất là thiếu hổ, hắn là vũ sĩ tam trọng xong. Hệ mộc, thổ thuộc tính, thiên phú đặc cấp, Lục Đông nói ra, vũ giả song hệ A, lục gia ta lại xuất hiện vũ giả song hệ, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Giọng già nua trong thạch thất trở nên kích động lên, hài nhi biết rõ, nhưng mà còn có chuyện trọng yếu hơn xảy ra. Lục đông nói, là đứa bé thiếu du đúng không? Giọng già nua nói, đúng vậy, thiếu du trong lần kiểm tra này chính là vũ sĩ tam trọng A. Lục đông nói, giọng già nua lại nói. Một người có thể tu luyện tới trình độ này, thiên phú cực tốt, tuổi chỉ mới 16, vẫn chưa tới 17 tuổi. Phụ thân, vấn đề là thiếu du đứa nhỏ này." Lục Đông nói giữa chừng thì dừng lại, nói tiếp: "Kiểm tra ra thiếu du chính là Vũ giả Tam hệ, thổ hệ, hỏa hệ và phong hệ hiếm gặp, thiên phú đỉnh cấp, ngay cả Chu Hải Minh cũng bị hắn dùng một chiêu đánh trọng thương, trên người có vũ kỹ phòng ngự ta nhìn không thấu." Trong thạch thất thoáng yên tĩnh, thật lâu không nói. "Phụ thân, thần sắc Lục Đông nghi hoặc, nhỏ giọng nói: "Lập tức cho thiếu du nhận tổ quy tông, Vũ giả Tam hệ, lục gia ta có vũ giả Tam hệ." nhất định phải bảo hộ và chiếu cố thật tốt, không thể có bất cứ sơ suất gì. Trong thạch thất, giọng nói già nua kích động run rẩy nói ra. Nhưng mà tam đệ muội đã nói, lúc trước chúng ta đã đáp ứng nàng. Nàng cũng không phải đã đáp ứng lục ra sao, có chút chuyện các người không biết, ta lại biết, nếu nàng không đồng ý thì bảo nàng tới tìm ta, ta muốn xem nàng nói cái gì, trước kia vì lục ra ta đã nhịn nàng rồi. Mà bây giờ thiếu du chính là vũ giả tam hệ, vì lục gia ta lão giả khọm này cũng sẽ đi ra giọng già nua trong thạch thất nói nhưng mà hài nhi sợ thiếu du sẽ gặp nguy hiểm lục đông nói bảo thiếu du chuyển tới tiền viện giọng già nua trong thạch thất nói ra thiếu du đứa bé này dường như không chào đón lục gia còn có ý rời khỏi lục gia chỉ sợ trong lòng không muốn nhận tổ quy tông lục đông đã tiếp xúc với lục thiếu du tự nhiên biết tính cách của hắn đứa bé này là lục gia chúng ta thiếu nợ mẫu tử bọn họ chỉ cần hắn nhận tổ quy tông điều kiện có thể tiếp nhận thì cứ đáp ứng hắn thật sự không được thì nói với La Thị, với tính cách của nàng, có thể thuyết phục thiếu du, nhưng mà như thế, lục ra chúng ta lại thiếu nợ nàng thêm lần nữa. Giọng già nua vang vọng, phụ thân, hài nhi biết nên làm thế nào, lục đông nói ra, đúng rồi. Ta suy đoán sau lưng thiếu du hẳn là có cao nhân, thiếu du không nói thì người cũng đừng quản. Có cao nhân là không có khả năng, thiếu du không có rời khỏi lục gia mà. Lục đông kinh ngạc nói ra, thiếu du có thể trở thành vũ giả, đây không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất là ta làm không được, cao nhân đằng sau không đơn giản a, à. có lẽ đây là cơ duyên của thiếu du, đối phương xem ra không có ác ý với lục gia, chúng ta không cần quản. Giọng già nua nói ra, vâng, lục đông nói nhỏ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, mươi 55, ám sát, chuyện được thực hiện bởi audio com Còn có tàng vũ các của lục gia, từ giờ trở đi, thiếu du có thể tùy tiện vào đó, đứa nhỏ này không có chúng ta chỉ điểm lại có thể đi tu luyện tới bực này, cho nên tất cả chúng ta không nên can thiệp, nhưng trong khoảng thời gian này lại phải bảo vệ tốt an toàn cho hắn, thẳng đến khi tiến vào Vân Dương Tông, thực lực của hắn đoán chừng muốn đi vào Vân Dương Tông vấn đề không lớn, cho dù thực lực không đủ, Vũ Giả Tam Hệ cũng sẽ được Vân Dương Tông đặc cách thu vào, đến Vân Dương Tông, thiếu du xem như an toàn. Giọng già nua trong thạch thất nói ra, phụ thân, Hải Nhi hiểu, Hải Nhi sẽ đi an bài ngày. Lục Đông nói ra, đúng rồi, lão Tam có biết không? Trong thạch thất, giọng già nua hỏi, Biết rõ, Hải Nhi vừa mới nói qua với lão tam, lão tam những năm này vẫn đang trong bế quan, cho tới bây giờ cũng không đi ra. Lục Đông nói ra, đứa nhỏ này cũng thật sự khó xử hắn. Giọng già nua trong thạch thất thở dài, lập tức yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang như ẩn như hiện, hào quang quanh người thu liếm lại, khí tức và thân thể đã khôi phục hoàn toàn, thương thế kia thế đã được âm dương linh vũ quyết cùng quy chân đan trị khỏi hoàn toàn. Quy chân đan này cũng quá tốt, Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, nếu như không có quy chân đan, thương thế của mình cũng không khôi phục nhanh như thế. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du ra khỏi phòng đi tới phòng nhỏ, Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch, La Lan thị ba người đang trong tiểu sảnh. "Thiếu Du, thương thế của đệ thế nào rồi?" Lục Vô Song nhìn thấy Lục Thiếu Du trước tiên, hỏi. "Đã tốt rồi." Lục Thiếu Du nói ra, hiện tại thương thế đã là hoàn toàn khôi phục. "Nhanh như vậy sao?" Lục Vô Song kinh ngạc thường thế lục thiếu du ngày hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy, mặc dù nói không phải quá nặng, nhưng cũng không phải quá nhẹ, khôi phục thương thế nhanh như thế này làm nàng cảm thấy hơi khó tin. Công tử, thì ra ngươi là vũ giả tam hệ, thật sự là quá tốt. Lục tiểu bạch hưng phấn không thôi, về sau đi theo bên cạnh công tử, tiền đồ của hắn vô cùng sáng lạn. Thiếu du, đại bá của ngươi bảo chúng ta tới tiền viện ở, ngươi thấy thế nào? La Lan Thị nói ra, đi tiền viện, vì sao phải tới đó? Thần sắc lục thiếu du hơi đổi, mình ở hậu viện đang rất tốt a à. thiếu du trong tộc thương nghỉ qua đồng ý cho đệ nhận tổ quy tông chuyển tới tiền viện đi lục vô song nói ra đồng ý để cho đệ nhận tổ quy tông lục thiếu du lập tức cười lạnh một tiếng nói đệ cũng không muốn phải mang ơn nhận tổ quy tông đệ không nợ lục gia cái gì đệ càng không có hứng thú với lục gia thiếu du thế nhưng mà lục vô song nhướng mày dường như đã sớm suy đoán ra kết quả này vô song tỷ tỷ không cần nhiều lời nếu ta không phải vũ giả tam hệ, lục gia sẽ không có quyết định như thế, lục gia này đệ không có hứng thú, đệ đi ra ngoài một chuyến, muộn một chút mới trở về. Lục thiếu du nói xong, lập tức rời khỏi đình viện. Đứa nhỏ này, la lan thị thở dài một hơi, người lục gia cho người khác đều là người ngu hay sao, nhận tổ quy tông, lão tử cũng không phải người lục gia. Trên đường đi lục thiếu du nghĩ thầm trong lòng, lập tức không quan tâm nhiều như thế, bản thân mình đối với lục gia cũng không có hứng thú gì ra khỏi lục gia, lục thiếu du đi thẳng tới thiên bảo môn, trên người còn có 50 viên quán đính đan và 2.000 kim tệ, tăng thêm một viên tăng nguyên đan, còn có đề khí đan, lục thiếu du nghĩ sẽ bán ra trả hết nợ. Vũ giả tam hệ, không nghĩ tới còn có vũ giả tam hệ xuất hiện. Trong phòng nhỏ thiên bảo môn, độc cô băng lan kinh ngạc nói ra. Tiểu thư, lục thiếu du che giấu trong thời gian không ngắn, người lục gia cũng không có phát hiện ra, xem ra lục thiếu du này hẳn là vũ giả mà không phải linh giả. Vũ chấp sự nói, nhưng sau lưng lục thiếu du nhất định là có một linh giả tồn tại, bản thân lại là vũ giả tam hệ, xem ra danh ngạch Trấn Thanh Vân đi Vân Dương Tông lần này nhất định sẽ có hắn. Nha hoàn thúy ngọc trầm tư một chút, đôi mắt dễ thương đảo quanh, lập tức nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Độc cô băng lan dường như đang hỏi ý kiến nha hoàn thúy ngọc. Vũ chấp sự, người đi an bài một chút, danh ngạch Vân Dương Tông lần này nên cho tiểu thư đi thử xem, không có việc gì đi Vân Dương Tông nhìn xem cũng tốt, nha hoàn Thúy Ngọc nói ra, vâng, ta sẽ an bài tốt, vũ chấp sự nói ra, tiểu thư, vũ chấp sự, lục thiếu du đến, một đại hán của thiên bảo môn từ ngoài cửa vào nói ra, mau mời lục thiếu ra vào, độc cô băng lan và nha hoàn Thúy Ngọc nhìn nhau, lập tức nói ra, lục thiếu du chậm rãi tiến vào thiên bảo môn, ngày hôm nay vẫn trong ngày mừng năm mới, sinh ý thiên bảo môn dù không tệ nhưng trên quầy có không ít người đang lựa chọn vật phẩm. Lục thiếu gia, tiểu thư của chúng ta cho mời. Một đại hán thiên bảo môn mang theo lục thiếu du đi vào trong phòng nhỏ xa hoa lúc nãy. Độc cô tiểu thư, vũ chấp sự, lục thiếu du nhìn thấy độc cô tiểu thư cùng vũ chấp sự, còn có nha hoàn Thúy Ngọc đang đứng bên cạnh. Lục thiếu ra tới thật sớm, chào buổi sáng, nhanh ngồi, trước chúc mừng lục thiếu ra. Độc cô băng lan cười nói, chúc mừng ta cái gì, ta còn thiếu nợ các người đấy. Lục thiếu du cười cười, lập tức ngồi xuống, vũ chấp sự nói, hiện tại cả Trấn Thanh Vân cũng biết, Lục Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao? Ha ha, vận khí mà thôi, Lục Thiếu Du nói nhỏ, xem ra tin tức thiên bảo môn rất linh thông, lập tức móc 50 viên quán đính đan và một viên tăng nguyên đan, một viên đề khí đan còn có tấm ngọc tinh tạp, nói. Ta tới đây trả nợ a, à, phiền toái vũ chấp sự, một lần nữa cầm cho ta 100 phần dược liệu. Không có vấn đề, vũ chấp sự nói ra, lập tức nhìn chằm chằm vào viên tăng nguyên đan mà lục thiếu du lấy ra, thần sắc sững sờ, cẩn thận quan sát trong tay, cuối cùng thần sắc kinh ngạc nói ra. Lục thiếu ra, đây chính là tăng nguyên đan, đúng vậy, đúng là tăng nguyên đan, lục thiếu du nói ra, đan dược trong tay lục thiếu ra thật tốt ha, tuy tăng nguyên đan nói là đan dược nhị phẩm, nhưng mà cấp độ lại tiếp cận đan dược tam phẩm, hơn nữa lại có hiệu quả tăng cường chân khí, so với đề khí đan thì ốt hơn không ít, thậm chí là có tác dụng tăng cường linh khí, giá bán đề khí đan bình thường là 200 kim tệ, nhưng mà tăng nguyên đan lại bán 350 kim tệ, trong cửa hàng bình thường cũng rất khó có tăng nguyên đan để mua. Vũ chấp sự kinh ngạc nói, lục thiếu dù cũng thật không ngờ mình luyện tăng nguyên đan lại có giá trị cao hơn đan dược nhị phẩm bình thường nhiều như thế. chương 56 Tiểu Long Hiển Huy, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lục thiếu ra chờ một chút, ta bảo người đi chuẩn bị dược liệu. Vũ chấp sự nói xong, Hắn ra khỏi phòng nhỏ đi chuẩn bị dược liệu cho Lục Thiếu Du. "Lục thiếu gia, lần này xem ra là muốn tham gia tỉ thí trấn Thanh Vân a." Độc Cô Băng Lan nói. "Độc Cô tiểu thư biết không ít a, à? đúng thế, cứ nghe Vân Dương Tông là một trong Tam tông tứ môn, ta cũng muốn đi xem xem." Lục Thiếu Du nói ra. Gọi Độc Cô tiểu thư xem ra quá khách khí, về sau Lục thiếu gia cứ gọi ta là Băng Lan là tốt rồi." Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. "Băng Lan tiểu thư, Lục thiếu Du cũng không có khách khí." nhưng mà trong lòng thì không được tự nhiên, xưng hô tiểu thư này ở kiếp trước mà gọi một nữ nhân khác, vận khí không tốt nói không chừng sẽ ăn tát, nhưng mà ở chỗ này thì không giống, mình cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Ta sau này sẽ gọi lục thiếu gia là thiếu du à, như thế không lạnh nhạt, lục thiếu gia sẽ không để tâm chứ. Độc cô băng lan mỉm cười nói ra, xin cứ tự nhiên, lục thiếu du nói nhỏ, chuyện này hắn tự nhiên không quan tâm nhiều. Lục thiếu gia, dược liệu ngươi cần đã chuẩn bị xong vũ chấp sự cầm hai bao tới, bên trong là một đống dược liệu. Ta đây không quấy dày, lần sau lại đến trả nợ. Lục Thiếu Du nói xong, cầm theo hai bao dược liệu rời đi, rời khỏi thiên bảo môn, vừa rồi giao 50 viên quán đính đan, còn có 2.000 kim tệ, lại thêm viên tăng nguyên đan, đề khí đan, còn có 10 viên quán đính đan lúc trước. Hiện tại chính mình thiếu nợ thiên bảo môn hẳn còn thiếu không nhiều, giữ lại tiền vốn, tối đa cũng chính còn lại 4.000 kim tệ tăng thêm dược liệu mình luyện chế lần này, đoán chừng là có thể thanh toán sạch sẽ. Đi tới một chỗ không người, lục thiếu du nhanh chóng cầm dược liệu trong tay ném vào chữ vật giới chỉ, lập tức đi thẳng ra sau núi, tiểu long ở tại hậu sơn thời gian không ngắn rồi. Thẳng đến hậu sơn, lục thiếu du dường như có thể cảm giác được tiểu long tồn tại, trong rừng cây ở sơn cốc, lục thiếu du nhìn qua phương xa, bóng dưng không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng vô hình. Tiểu tử, người chết chắc rồi, một giọng nói vang vọng trên không trung, người tới mặc một bộ hắc y, ngay cả mặt cũng mang vải đen, ánh mắt lăng lệ nhìn chầm chầm vào lục thiếu du, khí thế băng lãnh xuất hiện, từ giọng nói mà suy đoán, người tới là một trung niên. Thực lực thật mạnh, cảm nhận được thực lực hung hãn của đối phương, lục thiếu du lập tức cảm giác chân khí trong người của mình bị áp chế. Người là ai? Lục thiếu du lui ra phía sau mấy bước, nhìn thấy khí thế của người này, cũng biết người này hẳn tới đối phó chính mình, về phần người tới là người nào, lục thiếu du không cần suy đoán cũng biết là do ai phái tới, bất kể là lục thiếu du trước kia hay là mình hiện tại thù nhân của mình trừ triệu tuệ thì không còn ai khác người muốn giết ngươi hắc y nhân kia lạnh nhạt nói ra khí thức quanh người vô cùng rét lạnh chẳng lẽ ngay cả tên cũng không dám nói sao lục thiếu du hỏi thực lực đối phương chính mình nhìn không thấu nhưng rõ ràng không phải đối thủ chỉ có kéo dài thời gian tìm cơ hội đào tẩu đối phương tu luyện cũng chính là thủy hệ vũ kỹ có thể chuyển hóa thủy hệ thành băng hệ tu vị hẳn đạt tới tình trạng khủng bố Người còn không xứng biết rõ, chẳng lẽ người còn muốn kéo dài thời gian, hừ. Trong mắt hắc y nhân hiện ra ý cười mỉa mai, cười lạnh nói ra. Đi, lục thiếu du chạy trốn, trừ trốn thì mình không nghĩ ra biện pháp nào khác, mũi chân đạp một cái, thân hình lùi lại nhanh chóng. Muốn chạy trốn, nằm mơ, nhìn hành động của lục thiếu du, sát khí quanh người hắc y nhân hiện lên, lạnh y bắn ra từ mắt, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình như thiểm điện lao thẳng về phía lục thiếu du. Thời điểm hắc y nhân đuổi theo lục thiếu du, trong tay đánh ra một thủ ấn khí thức hàn băng tràn ngập chung quanh sương mù nhàn nhạt lượn lờ trong đó không gian chung quanh chấn động mạnh không khí mang theo hàn khí lạnh thấu xương sương mù hoàn toàn che lấp ánh mắt lục thiếu du bị hàn khí và sương mù chung quanh che phủ tầm mắt sắc mặt lục thiếu du biến hóa hắn biết rõ lần này chỉ sợ phiền toái lớn thực lực của chính mình căn bản không phải đối thủ của hắc y nhân muốn chạy trốn cũng không có cơ hội trong đám sương mù này lục thiếu du cảm giác mình đã mất đi phương hướng trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, lúc này tốc độ của mình bị khắc chế, không cách nào tiến thêm một bước. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, trong nội tâm Lục Thiếu Du kinh hãi, cảm giác tử vong tràn ngập nội tâm. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bảo ta tới đối phó ngươi là đại tài tiểu dụng, nhưng mà cũng tốt, phải trừ hậu hoạn về sau. Hắc Y xuất hiện tại trước người Lục Thiếu Du, trên người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, uy áp của khí tức vô hình bao phủ Lục Thiếu Du, chân khí trong người Lục Thiếu Du lúc này như đông cứng lại căn bản không thể ngưng tụ thân sắc lục thiếu du chìm xuống đây là uy áp của cấp độ thực lực của mình cách xa đối phương quá lớn căn bản cũng không có sức phản kháng đi chết đi hắc y nhân cười lạnh một tiếng thủ ấn trong tay biến đổi đánh ra một trường không khí chung quanh cứng lại một hàn khí lăng lệ áp bách thẳng về phía lục thiếu du vèo đúng lúc này trong sương mù màu trắng nồng đập một đạo hào quang màu vàng nhạt xuất hiện chính là tiểu long ở trong sơn cốc vài ngày trước thân hình nhỏ nhắn của tiểu long lúc này tỏa ra hào quang chói mắt trên cái đầu nhỏ ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng ngọn lửa này phun ra khiến hàn băng chung quanh nhanh chóng hóa thành hư vô ô đột nhiên nhìn thấy con rắn nhỏ này ánh mắt hắc y nhân cũng kinh ngạc lập tức cười lạnh một tiếng đánh ra một trường một đầu tiểu yêu thú cùng chết đi dưới một trường này chân khí hàn băng ngưng tụ chung như thiểm điện bao phủ không gian chụp thẳng vào tiểu long suy lưỡi tiểu long phun ra chu cái miệng nhỏ thân hình màu vàng của nó đột nhiên thể hiện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức thoát khỏi công kích của Hắc Y Nhân, há mồm trực tiếp cắn vào cổ Hắc Y Nhân. Đây là yêu thú gì? Hắc Y Nhân kia kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trầm xuống, lập tức lùi lại, trong tay bắn ra một trường hàn băng đánh vào người Tiểu Long, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Ba, thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long bị một trường này đập bay, nện vào mặt đất cách đó mấy chục mét. Tiểu Long, trong lòng lục thiếu du cả kinh, cũng không biết Tiểu Long thế nào, mà bây giờ hắc y nhân đã đánh tới, một đạo trưởng ấn hàn băng đánh ra, quát. Tiểu tử, chết đi, thanh linh khải giáp, lục thiếu du cấp tốc ngưng tụ thanh linh khải giáp, vào thời điểm này, mình cũng chỉ có thể liều mạng, cho dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, tiểu long không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắc y nhân, cái đầu nhỏ của nó mang theo thần thái dữ tợn, thân hình. Màu vàng nhạt mang theo hỏa diễm màu vàng kim, chương 57, một điều kiện một. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Hắc y nhân triệt để kinh ngạc, chính mình vừa mới ra tay, cho dù là một vũ sư cũng khó có thể còn sống, còn yêu thú nhỏ này lại không chết, còn có biến hóa quỷ dị như thế, thật là kỳ quái. Thân ảnh Hắc y nhân nhanh chóng lùi lại, không thể không buông tha công kích lục thiếu du, để phòng con rắn nhỏ quỷ dị này, thủ ấn biến hóa, hắn đánh ra một trường vào đầu yêu thú nhỏ này. Suy suy, trường này đánh ra ngăn cản hỏa diễm của tiểu long một lúc thì hóa thành hư vô thân hình tiểu long cũng hơi dừng lại lập tức lao thẳng về phía hắc y nhân hàn băng quyền hắc y nhân kinh hãi thủ ấn biến hóa tay phải đánh ra một quyền mang đầy hàn băng đánh thẳng vào tiểu long phanh dấu quyền đánh xuống thân thể tiểu long bị đánh bay lao về phía xa xa tiểu tử còn không chết đi cho ta thân sắc hắc y nhân trầm xuống thủ ấn trong tay biến hóa một băng truy hình thành nhanh chóng ả bắn tới xuyên qua không khí, lập tức đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, băng chùy lập tức bắn tới trước người Lục Thiếu Du, khí tức hàn băng áp vào mũi, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác chân khí toàn thân đông cứng, nhiệt độ giảm mạnh, không gian giống như bị đóng băng, bản thân mình muốn tránh cũng không được. Bọn chuột nhất phương nào, đến Lục gia ta làm càn. Trong thời gian này, một tiếng quát nhẹ truyền tới, lập tức một đạo thân ảnh màu trắng lăng không bay tới, thân ảnh màu trắng này xuất hiện, bấm tay gảy nhẹ, một đạo hỏa diễm hiện ra trong tay của hắn, lập tức ngưng tụ thành hỏa diễm rời khỏi tay, lập tức bao trùm băng chùy, băng chùy tan giã toàn bộ. Đây là, Lục Thiếu Du đã là làm tốt chuẩn bị chịu chết, nhìn thấy người tới mặc một bộ quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trên người tỏa ra khí chất hào hùng, nhưng trong thần sắc lại mang theo áp lực, nhìn thấy bộ dáng người này, nội tâm Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, từ trong trí nhớ của hắn, người này chính là phụ thân của hắn trên thế giới này, Lục gia lão Tam Lục Trung. Vèo trong lúc sững sốt tiểu long lập tức xuất hiện trên tay lục thiếu du thân mật liếm lục thiếu du tiểu long người không sao chớ lục thiếu du cẩn thận kiểm tra tiểu long tiểu long vừa rồi bị hắc y nhân đánh bay hai lần lúc này nhìn thấy tiểu long không có bị thương thân hình còn lớn hơn mấy ngày trước một chút lục trung hắc y nhân nhìn chằm chằm vào lục trung thần sắc trầm xuống lén lén lút lút các hạ cũng quá không có đảm lượng a à. lục trung nhìn chằm chằm vào hắc y nhân nói ra hừ tốt cho lục ra hắc y nhân kia hừ lạnh một tiếng nói, nếu các các hạ không dám dùng mặt thật gặp người, ta sẽ tự động thủ vậy. Lục Trung nói một câu, thân ảnh thả người hóa thành một đạo bóng trắng lao tới trước, cơ hồ nhanh như thiểm điện, tiếp cận hắc y nhân kia bằng tốc độ cực nhanh. Thực lực của ngươi không biết có đủ hay không đã, hắc y nhân nói ra, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, khí tức hàn băng trên người không ngừng chấn động. Ông, một tiếng, trường kiếm đỏ sậm trong tay Lục Trung ra khỏi vỏ, kiếm quang vạch phá hàn khí, không chút khách khí bổ thẳng tới trước mặt hắc y nhân. Nhìn thấy bóng kiếm và áp bách xuất hiện trước mặt, hai tay hắc y nhân nhanh chóng kết thủ ấn, quát. Hàn băng vũ, hắc y nhân ngưng tụ một đám hàn băng trước mặt của mình, cả không gian run run, trên trời lập tức xuất hiện một đám mưa đá lao thẳng xuống lục trung. Mưa đá mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, nhiệt độ chung quanh giảm xuống, sơn cốc chung quanh nhanh chóng biến thành hàn băng. Hừ, phá cho ta, lục trung nhíu mày, bàn chân đạp lên mặt đất, năng lượng nổ vang, Thân thể vọt lên, trên người mang theo khí tức nóng bỏng, trường kiếm trong tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Kiếm quang xé rách hàn băng, sau đó ở trên không hóa thành hơn mấy. Trăm ngàn đạo mang, kiếm quang xé rách không khí, ẩn ẩn mang theo hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt, lập tức bao phủ hắc y nhân kia. Siêu, siêu, âm thanh mưa đá và bóng kiếm va chạm vào nhau vang vọng, trên không trong ánh lửa bắn ra bốn phía, vô số mưa đá bị bóng kiếm đánh mất trong hư không. Không hổ là lão Tam Lục gia, lại đến thủ ấn trong tay hắc y nhân biến hóa nhìn thấy lục trung đã có chút kinh ngạc trưởng ấn trong tay giao thoa lập tức đánh ra vô số vụn băng phô thiên cái địa bao phủ lục trung bên trong vụn băng hào quang chiếu dọi vô số màu sắc nhưng giờ phút này lại biến thành vũ khí giết người vụn băng này vô cùng sắc bén dưới sự khống chế của chân khí thì càng cường hãn hơn trước đến tốt chỉ là còn kém một chút lục trung khẽ quát một tiếng nhiệt độ quanh người tăng vọt ngay tại lúc đó hỏa diễm bao phủ toàn thân hỏa diễm lại bao phủ không gian chung quanh, khí tức hàn băng hóa thành hư vô. Hỏa diễm nhảy lên, cuối cùng hóa thành biển lửa, đều bao phủ không gian, hỏa diễm thiêu đốt, không gian không ngừng xuất hiện tiếng suy suy, cả không gian bị băng hỏa bao phủ, cảnh tượng rất kỳ diệu. Thủ ấn lục trung biến hóa, hỏa diễm quanh người nóng hơn vài phần, khí tức hàn băng bị thiêu đốt thành hư vô, hóa thành từng đám mây phiêu tán các nơi. Đi, sau khi thanh trừ vụn băng, thân ảnh lục trung mang theo một đám hỏa diễm phóng lên trời, bóng kiếm bổ thẳng về phía Hắc Y Nhân. Thân ảnh Hắc Y Nhân lùi lại vài bước, thủ ấn biến đổi, khí tức hàn băng tỏa ra quanh người, thời điểm này trước mặt hắn xuất hiện một hàn băng. Thuẫn, phá, Lục Trung Huy kiếm chém thẳng xuống, bóng kiếm mang theo hỏa diễm nồng đậm. Keng, trên hàn băng thuẫn sinh ra tiếng vang thanh thúy, mà cùng lúc đó mấy khối băng nhỏ rơi xuống, cả băng thuẫn nhanh chóng rạn nứt và nghiền nát, sau khi vụn băng rơi xuống thì hóa thành xương trắng tiêu tán không thấy gì nữa. Phốc phốc, cũng vào lúc này, trên người hắc y nhân có máu tươi bắn ra, khăn đen che kín mặt cũng nhuộm đầy máu, thân hình lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Lão Tam Lục ra danh bất hư truyền, cáo từ, hắc y nhân nói xong thân ảnh lập tức thả người rời đi. Lục Trung nhìn qua bóng lưng hắc y nhân, cũng không có ý truy kích, lực lượng của hắn chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, muốn đổi giết tuyệt đối là không phải một chuyện dễ dàng. Ánh mắt nhìn qua lục thiếu du, cũng sợ đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn. Người còn tốt đó chứ, lục trung nhìn chằm chằm vào lục thiếu du thật lâu mới nói ra một câu khá tốt chưa chết được lục thiếu du nói nhỏ vì lục thiếu du chết đi lục thiếu du cũng rất có ấn tượng với phụ thân của mình lần sau đi ra ngoài phải cẩn thận một ít tốt nhất không nên rời khỏi lục gia lục trung than nhẹ một tiếng dường như với phản ứng của nhi tử đã trong dự liệu của hắn không có việc gì chứ ta đi đây lục thiếu du nói xong mang theo tiểu long trực tiếp rời khỏi hậu sơn loại phụ thân này không muốn cũng được căn bản cũng không có tận trách nhiệm làm phụ thân, mình cần gì nhận hắn. Chương 58, một điều kiện 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Thiếu Du, thần sắc Lục Trung ảm đạm, sau một lát nhìn Lục Thiếu Du di xa, lúc này mới thả người biến mất tại hậu sơn. Tiểu Long, người không sao chớ, ôm Tiểu Long ở lòng bàn tay, Lục Thiếu Du lo lắng không thôi, sợ Tiểu Long bị thương. Suy suy, lưỡi Tiểu Long thân mật co rũi trên tay Lục Thiếu Du, cái đầu nhỏ và ánh mắt đen nhánh nhìn qua lục thiếu du, khẽ gật đầu, dường như nghe hiểu lục thiếu du nói. Không có việc gì sao, lục thiếu du lại hoài nghi, thực lực hắc y nhân kia ít nhất cũng đã tới vũ phách, tiểu long bị đánh bay hai lần mà không có việc gì, phòng ngự của nó cũng quá mạnh rồi. Thiếu du thiếu ra, bái kiến thiếu du thiếu ra, sau khi quay về hậu viện, trên đường đi gặp được không ít người hầu, lúc này những người hầu này vô cùng tôn kính hành lễ, một câu thiếu ra, Lục Thiếu Du sau tế tổ đã không phải là thiếu gia củi mục trước kia, lúc này đã nhận tổ quy tông. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hắn tất nhiên không đi tính toán với đám người hầu này, lập tức trở lại trong đình viện. "Nhanh lên, dùng chút sức cho ta, đây là thứ công tử thích nhất, cũng đừng làm hư." Giọng của Lục Tiểu Bạch vang lên trong tai Lục Thiếu Du, trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức đi vào đình viện, chỉ thấy hơn 10 người hầu đang mang không ít đồ đạc. "Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy?" Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống kinh ngạc hỏi. Công tử, phu nhân nói muốn tới tiền viện, lục tiểu bạch nói ra, không đi tiền viện, dừng tay cho ta, mang đồ quay trở lại. Lục thiếu du nói ra, bước chân nhanh chóng đi vào trong phòng. Mẫu thân, con không muốn đi tiền viện, chúng ta ở nơi này rất tốt mà. Lục thiếu du tiến vào phòng thì nhìn thấy mẫu thân và lục vô song đang thu thập đồ vật. Thiếu du, ta cũng cảm thấy ở đây rất tốt, nhưng vừa vặn đại bá của con tới tìm ta, hắn nói đúng, con phải đi tới tiền viện. La Lan Thị nói ra mẫu thân chúng ta ở đây là được rồi lục thiếu du vịn la lan thị ngồi xuống thầm nghĩ trong lòng xem bộ dáng là chính mình không nhận tổ quy tông lục gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt đầu thuyết phục mẫu thân mình đứa nhỏ mốc này đại bá của con nói con đang trong tình thế rất nguy hiểm ở tiền viện sẽ được an toàn con không thể ở tại hậu viện còn nữa con phải biết cho con nhận tổ quy tông vẫn là tâm nguyện của mẫu thân con nghe lời a à, xem như vì mẫu thân có được không la lan thị cầm tay lục thiếu du nói ra Mẫu thân, lục gia đối người như vậy, người còn giúp lục gia, chúng ta không cần nhờ lục gia, nhi tử sau này có thể nuôi người. Lục Thiếu Du nói ra, xem ra lục gia đã nói không ít lời bên tai mẫu thân rồi. Thiếu Du, ta biết rõ trong lòng đệ trách cứ lục gia, nhưng mà trong chuyện này rất phức tạp, vì an toàn của đệ, phải chuyển tới tiền viện thôi, còn nữa, trên người của đệ vẫn chảy dòng máu lục gia. Nhận tổ quy tông là đương nhiên, xem như hoàn thành tâm nguyện của Tam Di đi. Lục vô song nói, tỷ biết cái gì, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Lục Vô xong hỏi, "Cái này?" Lục Vô xong trong lúc nhất thời nói không ra lời, phụ thân cũng đã nói qua chuyện của Tam Di, trong nội tâm cũng biết rất khó. "Thiếu Du, mẫu thân không sao cả, mẫu thân chỉ cần trông thấy con tốt là được rồi, lại nói mẫu thân sẽ đi với con tới tiền viện, sau này mẫu thân đi theo con hưởng phúc." La Lan thì khẽ cười nói, trong mắt mang theo thỏa mãn. "Mẫu thân." Lục Thiếu Du không biết Lục gia đã nói gì với mẫu thân, nhìn thần sắc mẫu thân cũng không muốn làm cho mẫu thân thất vọng, lập tức nhìn chằm chằm vào lục vô song, nói. Vô song tỷ làm phiền tỷ nói với đại bá, muốn đệ nhận tổ quy tông, vậy phải đáp ứng đệ một điều kiện. Nói đi, lục gia có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Lục vô song nói ra, lục thiếu du nhìn chằm chằm vào lục vô song, nói. Muốn đệ nhận tổ quy tông, trước phải cho mẫu thân đệ danh phận chính thức, không thể là vợ lẽ, nếu không ai nói cũng vô dụng. Cái này, lục vô song do dự một chút, lập tức nói, chuyện này thì phải nói với phụ thân, thiếu du, để trước cứ tới tiền viện đi, cũng an toàn một ít, còn nữa, tàng vũ các của lục gia đệ bây giờ cũng có thể đi vào, còn có một tháng chính là lúc tỉ thí các đại gia tộc trong Trấn Thanh Vân, vào xem nói không chừng sẽ có trợ giúp với ngươi. Trong lòng lục thiếu du vẫn đang suy nghĩ, mình ở phía sau núi gặp phải ám sát, nếu không phải mạng lớn, bản thân mình đã chết rồi, ở hậu viện này đúng là không quá an toàn, vào trong nội viện có gió thổi cỏ lay gì, cường giả trong lục gia sẽ lập tức biết rõ. Do dự liên tục, lục thiếu du cũng cân nhắc tới, trừ an nguy bản thân mình ra, còn có an nguy của mẫu thân, trong hậu viện này, an nguy của mẫu thân mình cũng không thể cam đoan, người triệu tuệ muốn đối phó chính mình, nói không chừng cũng có khả năng sẽ đối phó mẫu thân. Nghĩ tới triệu tuệ kia, trong nội tâm lục thiếu du tràn ngập lửa giận, nhưng lại cũng không có cách nào, thực lực triệu tuệ rất mạnh, mình bay. Giờ căn bản không phải đối thủ, nếu không chính mình đã đánh chết ả à, trừ hậu hoạn. Tốt, đệ trước tiên có thể tới tiền viện, nhưng mà điều kiện kia tuyệt đối không có thương lượng. Lục Thiếu Du nói ra, danh phận của mẫu thân mình thế nào cũng phải tranh thủ, đây là mẫu thân nên được. Được, tỷ sẽ nói với phụ thân, nhìn thấy Lục Thiếu Du đồng ý đi tiền viện, Lục vô song vui vẻ. Đình viện thật lớn, thật đẹp, trong đình viện vô cùng rộng rãi, Lục Tiểu Bạch Hưng Phấn nói ra, trong sân của đình viện này còn có hồ nước và giả sơn, không ít cá vàng đang bơi lội trong nước. Lục Thiếu Du đánh giá đình viện này, ngược lại có điểm giống với biệt thự, chung quanh đều là thực vật xanh ngát, không khí tươi mát, so với hậu viện thì cách biệt một trời một vực, xem ra lục gia cũng có của cải phong phú. Thiếu du, tại đây thế nào, là ta chọn giúp người đây, ta sẽ ngộ ở bên cạnh. Lục không nói ra, ân, ở đây không tệ, đa tả vô song tỷ. Lục thiếu du nói ra, đúng rồi thiếu du, người lát nữa đi chọn vài người hầu đi, quét dọn đình viện một chút, còn chiếu cố ngươi và tam di. Lục vô song nói ra, dựa theo quy định trực hệ lục gia sẽ được phân phối người hầu, có thể có một tiểu quản gia, 5 người hầu. Tiểu Bạch, chuyện này giao cho ngươi, về sau ngươi cũng ở lại đây. Lục Thiếu Du nói ra, vâng, công tử, Lục Tiểu Bạch đáp, đi theo công tử đúng là quá tốt. Đúng rồi, mẫu thân, con muốn bế quan 10 ngày, con lại đi ra ngoài một chút, người ở đây đi. Lục Thiếu Du nói ra, an bài cho mẫu thân xong, có Lục Tiểu Bạch chiếu cố, ở trong tiền viện này, Lục Thiếu Du cũng không có lo lắng gì nữa muốn bế quan, vậy con cẩn thận một ít, la lan thị không có ngăn cản, nhị tử đã là vũ giả, bế quan tu luyện là bình thường, sắp tới sẽ tham gia đọ sức với các đại gia tộc Trấn Thanh Vân, tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. chương 59 có chút khó coi, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Thiếu du, để đi đâu bế quan, lục gia có cung cấp địa phương bế quan đấy. Lục vô song nói, vô song tỷ, đệ tử có nơi bế quan của mình, nơi này làm phiền tỷ chiếu cố. Lục Thiếu Du nói ra, bản thân mình bế quan luyện chế đan dược, lựa chọn mật thất của Nam Thúc thì tốt hơn. Vậy được rồi, người phải chú ý một chút, Lục Vô Song cũng không có nhiều lời, còn có một tháng nữa chính là tỷ. Thí trên Trấn Thanh Vân, đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng một chút. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du lúc này đi tới mật thất kho chứa củi, thời gian 10 ngày này hắn phải dốc sức liều mạng là có thể trả hết khoản nợ kia. Xác định không có người nào ở chung quanh, Lục Thiếu Du lách mình tiến vào trong mật thất, lập tức trợn mắt há hốc mồm nam thúc đoán ra chính mình sẽ tới bây giờ đang ở mật thất thế mà còn chưa có chết a tính ra mạng ngươi cũng lớn thật lão bộc nam thúc nói ra nam thúc người dọa người sẽ hù chết người đấy lục thiếu du nói nhỏ một tiếng lập tức nghi ngờ nói làm sao thúc biết con bị người ta đánh trộm ta làm sao không biết về sau ngươi đi ra ngoài nên cẩn thận một chút lần này xem như ngươi mạng lớn lão bộc nam thúc nói ra nam thúc Thúc biết con gặp nguy hiểm cũng không ra tay, quá là không có tình người a. À. Lục thiếu du nói, chẳng phải phụ thân của ngươi đã ra tay sao? Ta ra tay làm cái gì? Lại nói ta và ngươi có thân lắm sao? Ngươi tới đây làm cái gì? Lão bộc nam thúc trừng lục thiếu du nói ra, ta tìm địa phương luyện chế đan dược, cũng chỉ có nơi này của thúc. Thúc đừng có lên cơn keo kiệt. Lục thiếu du cười nói, biết rõ nam thúc sẽ không thực sự đuổi chính mình đi. Ngươi lần này hiển lộ vũ giả tam hệ, chỉ sợ là có lợi cũng có tệ chính ngươi cẩn thận một chút về sau đi ra ngoài cũng nên chú ý nhiều lão bộc nam thúc nói xong lập tức đi ra ngoài dừng bước lại nói lúc nào tranh thủ thời gian ngươi đi vào trong tàng thư các của lục ra tìm một ít vũ kỹ đi ngươi chỉ có khai sơn trưởng đúng là quá khó coi lão giờ mới biết sao lục thiếu du nói thầm một tiếng làm một mặt quỷ nhưng cũng không dám lớn tiếng chính mình vũ giả toàn hệ nhưng lại chỉ biết khai sơn trưởng đúng là chưa đủ sau khi nam thúc rời khỏi mật thất đóng cửa lục thiếu du móc hỏa long đỉnh ra từ trong chữ vật giới chỉ lấy hai bao dược liệu ra ngoài thời gian kế tiếp hắn liều mạng luyện đan trước luyện chế quán đính đan tuy quán đính đan giá thấp hơn một ít nhưng mà tốc độ luyện chế lại cực nhanh sai lầm trên cơ bản cũng sẽ không có lục thiếu du vẫn quyết định lựa chọn quán đính đan trả nợ khoanh chân ngồi đó thủ ấn ngưng kết linh lực rót vào hỏa long đỉnh trong hỏa long đỉnh xuất hiện hỏa diễm lục thiếu du quen thuộc ném dược tài vào trong luyện chế quán đính đan Lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói đã là rất nhẹ nhàng, nhưng mà hiện tại Lục Thiếu Du muốn luyện chế ra 100 viên, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhõm, tính toán luyện ra 100 viên quán đính đan, Lục Thiếu Du cũng suy đoán linh lực sẽ bành trướng không ít. Trong một đình viện, sắc mặt triệu tuệ tức giận, trong mắt lăng lệ, tức giận nói. Không nghĩ tới không thể giết tạp chủng này, đáng chết, nhất định không thể để hắn đi vào Vân Dương Tông, nếu không thì càng thêm khó đối phó. Tiểu thư, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, một khi Lục Gia quyết định làm cho hắn nhận tổ quy tông, xem ra lần này Lục Gia đã chuẩn bị cho dù vạch mặt với chúng ta cũng cho hắn nhận tổ quy tông. Triệu Nhị bên cạnh nói ra, đó là đương nhiên, tiểu tử kia gặp may mắn không ngờ là vũ giả tam hệ, Lục Gia tuyệt đối sẽ không buông tay, chỉ tiếc lần này mất đi cơ hội. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói, Tiểu Thư, lúc trước bọn chúng và Triệu Gia có hiệp nghị, không thể cho tiểu tử kia nhận tổ quy tông A. Triệu Nhị nói, thế nhưng mà, chúng ta ban đầu gian lận trên người tiểu tử kia cũng là bị lão gia hỏa lục gia nhìn ra, dùng chuyện này chắn miệng ta, ta cũng không có cách nào, đáng hận, tiểu tạp trùng kia nhất định là có kỳ ngộ gì đó nên mới gỡ được phong ấn của ta, nếu không thì hắn làm sao trở thành vũ giả. Triệu tuệ lạnh nhạt nói, chúng ta nên làm gì bây giờ, tiểu tử kia đã đi tới tiền viện, chúng ta càng khó đối phó. Triệu nhị nói ra, đợi cơ hội, nhất định không thể để tiểu tử kia còn sống, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch của chúng ta thàn sắc triệu tuệ phát lạnh nói ra, phu nhân, đại gia cho mời tới đại sảnh, một nha hoàn thiếp thân mặt xương đỏ chạy tới, chính là nha hoàn tiểu lan bị lục thiếu dù đánh một trận, lúc này xương ứ đã tiêu giảm đi nhiều, khóe miệng vẫn còn xương lên khá to, con mắt một đen một xanh, bộ dáng này làm cho triệu nhị giật mình. Biết rõ chuyện gì không? Triệu tuệ thu thần sắc vừa rồi lại, hỏi, đại gia suốt đêm tổ chức hội nghị trưởng lão, dường như có đại sự. Tiểu Lan nói nhỏ một tiếng, giọng nói so với trước kia đã có biến hóa, hẳn là bị lục thiếu du đánh cho một trận, dây thanh quản cũng biến hóa theo. Đại sự, thân sắc triệu tuệ biến hóa, lập tức rời bước ra khỏi phòng. Trong đại sảnh lục ra, lúc này có không ít người đang ngồi, xem chừng hơn 20 người, đám người lục đông, lục tây, lục nam, chu lập hưng ngồi ở đây, còn có không ít lão giả, thời điểm tế tổ cũng có nhìn thấy qua, đều là một ít trưởng lão lục ra. Thời điểm triệu tuệ đến đại sảnh thì đầy nghi hoặc, ngồi ngay ngắn ở gần vị trí thủ tọa nói. Đại ca, muốn như vậy tổ chức hội nghị trưởng lão trong tộc chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì sao đúng vậy nếu ngươi đã đồng ý cho thiếu du nhận tổ quy tông ta vừa mới thương lượng với các trưởng lão trong tộc la lan cũng nên có danh phận về sau la lan chính là nhị phu nhân hai người các ngươi sau này chẳng phân biệt lớn nhỏ có lẽ ngươi cũng không có ý kiến a à. lục đông nhìn qua triệu tuệ nói ra cái gì điều đó không có khả năng tiện tì kia mà cũng đòi ngang hàng với ta sao còn muốn trở thành phu nhân lục gia ta kiên quyết không đồng ý Triệu tuệ lập tức tức giận nói, nàng dù thế nào cũng không thể tiếp nhận điều kiện này. La Lan đã bị ủy khuất nhiều như thế, hiện tại thiếu du là vũ giả tam hệ. Nhận tổ quy tông, La Lan dù thế nào cũng có phần. Bên dưới một trưởng lão áo xanh lục ra nói ra, từ khí thức nhìn lại, trưởng lão lục ra này dường như đã tiến cấp độ vũ phách. Đây cũng là điều kiện của thiếu du, vũ giả tam hệ, thiên phú như thế lục ra không thể không quan tâm. Một trưởng lão áo dài lục ra tán thành nói ra, nói bậy, đừng quên lúc trước lục ra các người đáp ứng điều kiện của ta, chẳng lẽ khi dễ triệu ra ta không người hay sao, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Triệu tuệ nhìn chằm chằm hai trưởng lão lục ra nói ra.